Không đủ ở đây. Và một cái niềm vui đó là từ hôm mà nhận lời với thủ lĩnh Phan Kiệt đến tính đến ngày thứ 17 là Phương với đồng chí Tráng nghe rất là quách. Đó là đếm ngược lại thời gian, cũng mong đến ngày 17 của tháng 9 để rồi tối nay mình sẽ tụ họp ở đây, mình ngồi trên Zoom cùng với nhau chia sẻ. Và trước khi vào phần chia sẻ thì cũng có một số các anh em còn lạ, tại vì Zoom này thì Phương lại là gần như là con gái, nhưng hôm nay về thì thấy rằng là lạ hơn là vì tôi đi lấy chồng rồi, cho nên là giờ quay về thì là một số anh em cũng rất là lạ. Thì Phương xin chia sẻ và cũng giới thiệu về bản thân một chút để mọi người cùng biết được. Phương là Nguyễn Thị Phương, nguyên là một bác sĩ, nguyên là một cô giáo đã công tác tại trường Đại học Dược Thái Nguyên trên 40 năm, và tuổi đời thì hôm nay được là 63 mùa xuân. Và mọi người cũng biết rằng là Phương có cơ duyên đến với Siberia là do một đại lý bệnh, là bác sĩ Tây y mà khi đã nói bệnh thì là một đại lý bệnh. Và khi mà Tây y chúng ta vẫn nói với nhau một điều rằng là có những lúc ấy dao rất sắc nhưng mà không gọt được cái chuôi, và lúc này mới đón nhận được và Phương đã là một cái bác sĩ mà lại nhiễm một cái bệnh, đó là nhiễm bệnh luôn ấy. Một cái bệnh rất là nặng, đó là gì, ung thư buồng trứng. Thế và Phương đã phải phẫu thuật 7 lần cắt hậu môn, đặt hậu môn nhân tạo 1 năm. Thế và khi đó thì nó thấy rằng là cái cuộc sống nó chìm xuống, mà cảm giác là cái sự đời nó cảm giác là nó tụt xuống, năng lượng nó cũng tụt xuống. Thế nhưng có một cái ánh sáng le lói cuối đường hầm, và cái đấy chính là Siri đã mang lại cho Phương. Và đến ngày hôm nay anh em nhìn thấy Phương trên Zoom thấy rằng là sáng láng hơn, long lanh hơn và thấy xịn hơn, đúng không? Và lúc này Phương tri ân các cái sản phẩm của Siri và yêu Siri mãnh liệt và chia sẻ Siri mọi lúc mọi nơi, và nhất là ngày hôm nay được chia sẻ cái sản phẩm của Siri trên Zoom của thủ lĩnh Phan Nguyệt, một người em mà nếu mà tôi là giai là tôi gặp bạn là tôi chết ngay từ cái phút đầu tiên, ngưỡng mộ bạn và yêu bạn. May mà mình là gái chứ mình là giai thì chết, đúng không? Vậy thì hôm nay với cái tình yêu tha thiết với thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt, Phương xin được có một cái buổi tối hôm nay có mặt tại Zoom. Và cái người mà Phương thấy rằng là gì sẽ giới thiệu cùng với anh em ngay bây giờ cùng với Phương, đó là tôi và bạn đấy là đôi bạn cùng lớp. Đấy, ngày xưa học chung một lớp, ngày xưa học chung một trường, thế rồi năm tháng trải dài. Và đến bây giờ Phương và bạn đấy đã có công tác trong nghề của y là trên 40 năm. Thế và chúng ta thấy một cái cơ duyên nó cứ quả đất vòng tròn lại quay lại với nhau. Đấy. Thế và ngày xưa thì kể vui với các bạn là ngày xưa ấy, cái bạn mà tôi muốn kể với anh em ấy, ngày xưa bạn là sếp của mình, bạn là cán bộ sếp của mình, mà lời bạn nói là lời nước non, mà mình mà cãi lời sếp là mình chết. Thế nhưng hôm nay ngược lại quay lại với trong cái vòng quay của S69, quay lại với Siri thì hôm nay mình lại là sếp của bạn đấy. Thế cho nên là hôm nay Phương rất là vui sẽ chia sẻ với lên Zoom với anh em, đó là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trịnh Xuân Tráng, nguyên là phó hiệu trưởng của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, mà Phương vừa kể đấy là sếp của Phương, nhưng bây giờ lại là gì, gọi là quân của Phương. Không nghe Phương là đôi khi là Phương lường cho. Đấy, chính vì vậy đây là nói vui. Hôm nay Phương hạnh phúc hơn bao giờ hết khi có một cái người bạn đồng hành với mình trên con đường này. Và bạn vào đây với Phương thì Phương nói bạn rằng là bạn ơi bạn ngoan lên, Phương bảo cái gì bạn cứ làm, và ngoan như vậy thì gì cái gì cũng có, mà không ngoan là gì cái gì cũng không có. Phương nói vui với bạn như thế, và cũng không để cho anh em chờ lâu nữa, xin mời thầy giáo, cũng gọi thay học trò là thầy giáo, giáo sư tiến sĩ Trịnh Xuân Tráng, xin mời thầy cùng có mặt trên Zoom của buổi tối hôm nay ạ. Dạ, xin mời thầy ạ. Xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt cùng tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom. Thế thì rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương là người thủ lĩnh và người dẫn đường của tôi đã có những lời giới thiệu rất là giàu năng lượng và đầy đủ về bản thân của tôi. Thì bởi vì ở trên Zoom hiện nay thì có thể là có một số anh chị em cũng đã biết. Thế tuy nhiên sẽ có một số người có thể cũng đã chưa biết, tức là bản thân Tráng. Cho nên là trước khi mà vào cái chia sẻ cái nội dung chính hôm nay thì Tráng cũng xin có một vài cái lời giới thiệu ngắn để cho anh chị em có mặt ở trên Zoom biết đầy đủ. Tôi thì họ tên đầy đủ là Trịnh Xuân Tráng,
Trước khi đến với Siberi thì tôi là phó hiệu trưởng của trường Đông Dược Đại học Thái Nguyên. Và hiện nay thì tôi vẫn đang là giảng viên cao cấp của bộ môn nội của trường Đông y Dược và phó trưởng khoa nội tiết của bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Thế thì cũng là một cái cơ duyên và cũng là một điều không may. Tức là trong cái thời gian vừa rồi thì tôi bị mắc một cái bệnh hiểm nghèo, tức là bị cái bệnh về đường tiêu hóa, và cụ thể đây là ung thư dạ dày giai đoạn 3. Thế thì ngay khi biết tin bản thân tôi vừa phẫu thuật xong thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương là người bạn cùng học với tôi đã sang thăm và chia sẻ cái sản phẩm về CV cho bản thân tôi. Và khi được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương chia sẻ thì tôi không phải suy nghĩ gì nhiều, bởi vì tôi tin bạn tôi, tin tưởng tuyệt đối, và tôi đã dùng sản phẩm Siri. Và như bác sĩ Phương vừa nói, tức là thủ lĩnh nói như thế nào thì mình thực hiện đúng như thế và uống thuốc đúng đủ đều. Chính vì tôi uống thuốc đúng đủ đều thế cho nên là cũng là báo với tất cả các anh chị em trên Zoom là cho đến thời điểm hiện nay, tức là 1 tháng 3 mà cho đến bây giờ là có 7, tức là đã trải qua 6 lần chuyển hóa chất. Nhưng mà như những người khác thì qua lần 1, lần 2 thì có thể bị các cái tác dụng phụ của hóa chất rất là nhiều, và có thể là bị suy sụp về tinh thần cũng như là thể chất và không có cái nguồn năng lượng, và trông là biết ngay. Thế tuy nhiên là đến bây giờ thì bản thân Tráng vẫn có đủ sức khỏe, có đủ năng lượng và nhiệt huyết, và cụ thể hôm nay là vẫn có mặt ở trên Zoom để chia sẻ với tất cả các anh chị em ở trên Zoom về một cái nội dung mà được thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt giao. Thế thì thực ra thì khi mà được thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt tin tưởng, tin yêu và nói với tôi với bác sĩ Phương rằng là có lẽ là cũng chia sẻ một cái chuyên đề nào đó, thế thì tôi cũng đã nhận lời. Nhưng sau khi nhận lời xong thì cũng rất là lo, bởi vì từ trước đến nay là chỉ giảng dạy cho sinh viên thôi và cho đối tượng sau đại học và một số giảng viên từ các lớp TUT thôi. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì đối với lại các anh chị em có mặt ở trên Zoom, đầy đủ các đối tượng, coi như là có thể bác sĩ có, tiến sĩ có, đấy, kể cả những người coi như là có các cái bằng cấp tất cả khác nhau. Thế thì cho nên là cũng là rất là băn khoăn, và mình cũng cảm thấy có gì đấy cũng lo lắng. Thế nhưng mà để không phụ lòng tin yêu của thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt thì tôi với bác sĩ Phương cũng đã quyết tâm để làm như nào đó mình phải hoàn thành được cái nhiệm vụ mà thủ lĩnh vàng quốc gia Phan Nguyệt giao. Và chính vì thế cho nên hôm nay chúng tôi có mặt ở trên Zoom để cùng chia sẻ một cái nội dung rất quan trọng, đó là vấn đề bệnh đái tháo đường và cái vai trò của Siri đối với lại bệnh đái tháo đường như thế nào. Thế thì sau đây thì không để anh chị em có mặt ở trên Zoom mất nhiều thời gian thì Trắng sẽ trực tiếp, tức là chia sẻ trên màn hình về các cái nội dung. Cả nhà mình có nhìn thấy cái slide Trắng trình chiếu không ạ? Dạ rõ ạ. Vâng, vâng, xin chào tất cả các anh chị em. Thế nói về đái tháo đường và giải pháp của Siberi. Thế thì cái tên bệnh đái tháo đường thì quá là gọi là bình thường hoặc là thông thuộc đối với lại tất cả các mọi người, từ người dân cho đến tất cả các mọi người thì chúng ta đều biết đến cái bệnh đái tháo đường. Và nói đến bệnh đái tháo đường thì như cái tên bệnh thì chúng ta hiểu ngay. Đái tháo đường tức là trong nước tiểu của bệnh nhân, tức là có đường, hiển nhiên là như vậy. Tuy nhiên nó lại không đúng với cái bản chất của bệnh, bởi vì chúng ta biết là nếu mà đái tháo đường mà để cho cái người bệnh mà trong nước tiểu có đường, có nghĩa là đã ở cái giai đoạn rất là muộn, rất là muộn. Mà nhiệm vụ của chúng ta là phải phát hiện sớm bệnh nhân bị đái tháo đường, tức là chúng ta phải định lượng đường huyết tương lúc đói thì chúng ta mới chẩn đoán được. Và thực chất bệnh chính là tăng đường huyết, nói nôm na là tăng đường huyết hay là tăng glucose máu. Thế thì để chúng ta biết là cái bệnh đái tháo đường là như vậy. Thế vì bệnh đái tháo đường thì nếu mà nói về chuyên sâu thì nó rất là sâu. Thế nên trong cái khuôn khổ của cái thời gian hôm nay và đối tượng của tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom, thế thì
tôi sẽ không tức là đi sâu vào các nội dung mà chỉ là những vấn đề rất thông thường, vấn đề cơ bản và từng cái vấn đề một ứng dụng các giải pháp của Siri thì về nguyên tắc của nó như thế nào. Thế thì tôi xin trước khi vào nội dung chính thì tôi xin có một vài ý kiến các bạn. Về phần thứ nhất là cái định nghĩa về cái bệnh tức là đái tháo đường, định nghĩa đái tháo đường. Định nghĩa về đái tháo đường tức là tăng đường máu mạn tính kèm theo cái rối loạn chuyển hóa carbohydrate, chất béo, protein do thiếu insulin và kèm theo có thể có đề kháng insulin. Ngay cái phần định nghĩa này thì tôi xin nhấn mạnh một cái điểm là đây là tăng đường máu nhưng mãn tính, không phải cấp tính. Để phân biệt với những trường hợp chúng ta uống một cốc nước đường, ăn một quả cam, đường huyết tăng ngay, nhưng mà không phải là đái tháo đường, mà đái tháo đường ở đây là mãn tính, tức là 2, 3, 4 lần xét nghiệm thấy đều tăng cả thì mới gọi là bệnh đái tháo đường. Và có rối loạn chuyển hóa, như vậy là chúng ta kèm theo các cái bệnh về cái rối loạn chuyển hóa hydrat carbon, chất béo, protein. Cái thiếu insulin ở đây chúng ta phải hiểu là thiếu insulin có hai tình trạng, là thiếu insulin tương đối và thiếu insulin tuyệt đối. Tuyệt đối tức là cơ thể chúng ta không sản xuất ra được insulin. Và ý muốn nói ở đây chính là đái tháo đường type 1, đái tháo đường người trẻ. Còn cái loại thứ hai là thiếu insulin tương đối, ám chỉ ở đây là đái tháo đường type 2 và đái tháo đường ở người lớn tuổi. Và cái tình trạng kháng insulin ở đây tức là liên quan đến vấn đề của đái tháo đường type 2. Như vậy, đái tháo đường chúng ta thấy rằng là ở đây bản chất của nó là tăng đường máu chứ không phải là có đường trong nước tiểu. Đây, chúng ta chú ý như vậy. Một cái câu hỏi mà đặt ra đối với chúng ta là tại sao bây giờ cái tỷ lệ bệnh đái tháo đường lại tăng nhiều như thế? Khoảng độ chục năm trước đây thì tỷ lệ bệnh đái tháo đường chỉ độ 2-3% thôi. Thế nhưng mà đến bây giờ sau cái số liệu mới nhất thì cái tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường từ 18 tuổi cho đến 69 tuổi đã đến 7,1%. Như vậy là ở nước ta nếu mà đến cuối năm 2022 này ước tính khoảng 100 triệu người thì có nghĩa là đã có 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Như vậy là số lượng bệnh nhân khổng lồ, rất là nhiều. Và đây là cái đối tượng mà chúng ta cần phải phục vụ. Thế thì cái yếu tố làm tăng tỷ lệ bệnh đái tháo đường ở đây rất nhanh. Thứ nhất là tăng cái số người có cái tố bẩm di truyền đối với bệnh đái tháo đường trong dân số. Tức là do chế độ ăn uống đây, nhiều cái vấn đề độc hại đó mà chúng ta không kiểm soát được. Và thấy cái người đái tháo đường hiện nay là trước đây là coi như là 30, 40, 50 thôi, nhưng mà 6, 70 vẫn sống bình thường. Như vậy là tăng cái tuổi thọ của người bệnh đái tháo đường lên. Và cái hệ thống y tế của chúng ta cũng tổ chức điều trị được bệnh cho đái tháo đường cũng tương đối tốt. Đặc biệt là tăng yếu tố nguy cơ béo phì, tăng huyết áp. Và đây chúng ta lưu ý là các yếu tố nguy cơ dẫn đến đái tháo đường, béo phì, tăng huyết áp. Thì ở đây thì chúng ta cũng đã phải cần phải quan tâm đến các sản phẩm của Siri để tác động vào các khâu này để giảm cái thừa cân béo phì và hạn chế cái tăng huyết áp. Và một vấn đề nữa là tình trạng dân trí ở đây khá là cao. Cho nên là cán bộ viên chức, người lao động đấy, chúng ta cứ lo đến bệnh tật đấy, thì chúng ta đi khám và khi đi khám xét nghiệm đường huyết tăng cao thì chúng ta phát hiện đấy bệnh nhân bị đái tháo đường. Và một cái vấn đề ở đây chúng ta cần quan tâm đến, chúng ta không quan tâm đến bệnh đái tháo đường mà quan tâm đến người bệnh đái tháo đường. Vậy những yếu tố nguy cơ nào có thể gây ra một cái bệnh đái tháo đường? Đây là một cái bệnh gọi là đại dịch của cái thế kỷ 21 mà chúng ta thấy. Tức là những người thừa cân béo phì, tức là chỉ số BMI lớn hơn hoặc bằng 23, cái này chúng ta thấy là một trong yếu tố. Thứ hai là người có tăng huyết áp. Thứ ba là trong gia đình có người mắc bệnh đái tháo đường. Chúng ta lưu ý đây là thế hệ cận kề, người liên quan trực tiếp thôi, bố mẹ, anh chị em ruột, con ruột bị mắc bệnh đái tháo đường. Chứ nói vui tức là ví dụ như là anh chị em mày bố mẹ vợ mà bị đái tháo đường thì mình không có liên quan, đúng không? Không liên quan.
Đấy, thế thì đây là cái trong gia đình có người mắc, kể cả vợ mắc bệnh đái tháo đường thì chồng cũng không phải có cái yếu tố ảnh hưởng. Rồi vấn đề thứ tư là tiền sử được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa tiền đái tháo đường, suy giảm dung nạp đường huyết lúc đói và rối loạn dung nạp glucose. Ở đây chán xin dừng lại nói đến một chút về cái chuyện cái tiền đái tháo đường. Chúng ta biết là đái tháo đường là một cái bệnh mà chúng ta phát hiện được. Tuy nhiên là cái tiền đái tháo đường ở đây là những trường hợp tức là giới hạn cao của bình thường, chưa được chẩn đoán đái tháo đường nhưng gọi là tiền đái tháo đường, có hai thể là suy giảm dung nạp đường huyết lúc đói và rối loạn dung nạp glucose. Cái này nếu về chuyên môn sâu thì sẽ được chẩn đoán bằng định lượng đường huyết tương lúc đói và cái nghiệm pháp tăng đường huyết. Nhưng mà chúng ta lưu ý là hiện nay chúng ta ít quan tâm đến cái tiền đái tháo đường, bởi vì chính những người tiền đái tháo đường này sớm muộn gì cũng sẽ phát triển thành đái tháo đường. Nhưng khi chúng ta hỏi những đối tượng này thì người ta bảo ô em khỏe, em vẫn khỏe, em chẳng làm sao cả, đường huyết em coi như là vẫn bình thường, chưa phải đái tháo đường, thế là người ta cứ yên tâm. Nhưng chính những người này đã phải được quan tâm rồi, nếu không thì sẽ bị đái tháo đường, thì chúng ta chú ý cái chỗ đó, kể cả những người mắc cái hội chứng chuyển hóa. Rồi đối với chị em phụ nữ có tiền sử thai sản đặc biệt, ví dụ đái tháo đường thai kỳ hoặc sinh con, chứ đừng có thấy sinh con nặng trên 3 4 kg là thấy vui mừng phấn khởi đâu. Đấy. Thì những trường hợp này thì sẽ có nguy cơ tức là gây đái tháo đường sau này. Thế rồi người có rối loạn lipid máu thì chúng ta chú ý đây là yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường. Vậy cái vấn đề này ở đây thông điệp nêu ra ở đây là gì? Tức là chúng ta quan tâm đến người trong cộng đồng, người bệnh trong cộng đồng. Chúng ta phát hiện vấn đề sức khỏe của người bệnh và điểm danh xem là trong số này thì những ai có thể 1, 2, 3, 4 các yếu tố nguy cơ có khả năng phát triển bệnh đái tháo đường thì chúng ta phải chăm sóc sức khỏe cho họ ngay từ những người có yếu tố nguy cơ để phòng mắc cái bệnh đái tháo đường. Cái đấy là vấn đề rất quan trọng. Mà trong khi lúc giảng cho sinh viên và tư vấn cho người bệnh thì có nói như thế nào đó nhưng chúng ta các thầy cô giáo không có giải pháp, mà chỉ có đến Siberia thì mới có giải pháp để can thiệp vào các vấn đề này. À, một cái vấn đề đặt ra là hiện nay cái tỷ lệ gia tăng bệnh đái tháo đường ở Việt Nam đang ở mức báo động. Thì ở đây tự nhiên lại xuất hiện cái từ tiểu đường. Thì ở đây Tráng cũng nói luôn, bệnh thì là đái tháo đường. Đấy, đường. Nhưng ở trong miền Nam thì lại gọi là tiểu đường. Đấy, trên cái này đồng nghĩa cũng không có vấn đề gì cả, đúng không? Thế thì hiện nay tức là đây số liệu rất là khiêm tốn, tức là khoảng 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Nhưng cái điều quan trọng là có 65% người không biết mình mắc bệnh mà vẫn cho rằng là mình được khỏe đây. Thế thì như vậy là chúng ta mới điều trị quan tâm đến người bệnh đái tháo đường thì mới quan tâm đến cái tảng băng nổi mà chưa quan tâm đến cái tảng băng chìm 65% ở đây. Đấy, cho nên là rất rất nhiều người đã bị đấy, không biết mình bị mắc bệnh đái tháo đường, chỉ đi khám sức khỏe mới phát hiện ra. Và lưu ý là khi mắc bệnh đái tháo đường rồi thì 80% tử vong do biến chứng tim mạch. Chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong rất là cao ở khi người bệnh đái tháo đường. Một cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm khám và đánh giá toàn diện người bệnh đái tháo đường. Cái nhiệm vụ khám và đánh giá toàn diện người bệnh đái tháo đường là nhiệm vụ của bác sĩ. Chúng ta không phải là bác sĩ. Trong Siri chúng ta không đào tạo các tư vấn viên đào tạo chúng ta thành bác sĩ, nhưng chúng ta phải có kiến thức để chúng ta biết được là chúng ta lấy thông tin này ở đâu. Thông tin có thể do người bệnh người ta kể, nhưng cái chính xác là chúng ta lấy trong cái sổ quản lý khám sức khỏe, điều trị ngoại trú, điều trị bảo hiểm ở trong các cái bệnh viện và có cái chỗ quản lý đái tháo đường để chúng ta lưu ý. Thế thì khi cái như thế này thì chúng ta sẽ có thông tin gì, xác định chẩn đoán và phân loại đái tháo đường là gì, phát hiện các biến chứng đái tháo đường và các bệnh đồng mắc, là phát hiện tổn thương cơ quan đích các bệnh đồng mắc, xem xét việc điều trị trước đây, việc kiểm soát yếu tố nguy cơ đã được chẩn đoán như thế nào. Cái điều quan thứ tư, thảo luận cùng người bệnh và thân nhân, những người trong gia đình đấy, trong xây dựng kế hoạch quản lý, tự quản lý và chăm sóc. Cái ý thứ tư này chúng ta chú ý thảo luận cùng người bệnh và thân nhân.
trong xây dựng kế hoạch quản lý, tự quản lý và chăm sóc. Bây giờ trên Zoom chúng ta biết là hiện nay có thể trong gia đình hoặc là trong cộng đồng, trong hàng xóm láng giềng, trong khu phố chúng ta có những người bị bệnh đái tháo đường, thì chúng ta cảm nhận rằng là hiện nay cái bệnh đái tháo đường, công tác quản lý, tự quản lý và chăm sóc người bệnh đái tháo đường của chúng ta có tốt không ạ? Thì nếu như là chúng ta thấy tốt thì chúng ta giơ ngón tay cái. Và như vậy là trong thực tiễn và chúng tôi công tác điều trị phục vụ người bệnh thì công tác quản lý, tự quản lý chăm sóc không tốt. Chính vì thế cho nên là trong khi mà chúng tôi thực hành cái công tác điều trị tại bệnh viện thì hầu hết các bệnh nhân đái tháo đường đều coi như là bệnh không lây nhiễm, nhưng mà cứ hàng tháng hàng quý là cứ vào bệnh viện thôi, tái đi tái lại. Còn là đấy là chúng ta làm việc không kế hoạch, không, bệnh nhân không tự quản lý được và không tự chăm sóc được mình. Đấy. Và cái vấn đề thứ năm, xây dựng kế hoạch hoặc điều chỉnh để chăm sóc liên tục toàn diện của người bệnh. Cái ý thứ năm này rất là hay, là chăm sóc liên tục toàn diện người bệnh. Chúng ta thấy bệnh nhân đái tháo đường có được chăm sóc liên tục toàn diện không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Và liên hệ với cái việc chăm sóc liên tục toàn diện người bệnh thì tôi mới có một cái vấn đề mà cần nêu ở đây, là hiện nay cái vấn đề y học gia đình, Việt Nam cũng là một trong những nước mà phát triển về cái y học gia đình. Và về y học gia đình là có 6 nguyên lý của y học gia đình: chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện, kết hợp gia đình, dự phòng và cộng đồng. 6 nguyên lý rất tuyệt vời. Nhưng mà hiện nay chắc chắn là các tư vấn viên của ta, hệ thống S69 và Sivri của chúng ta sẽ phải, có lẽ là sắp tới phải nhận một cái nhiệm vụ trọng trách vô cùng quan trọng. Tôi đã biết rằng là như này ạ. Tôi nhớ không nhầm thì ngày 14 tháng 9 năm 2022 vừa rồi, tuần trước thôi, thì có một cái cuộc họp các nhà lãnh đạo để bàn về công tác quản lý các bệnh không lây nhiễm nói chung, trong đó có bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Thế thì hiện nay là có xu hướng là các cái trung tâm y tế, các trạm y tế xã, tuyến y tế cơ sở là bắt đầu buông, không muốn quản lý chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường tại tuyến xã, bởi vì người ta bảo hiện nay người ta không có đủ nguồn lực, không có thuốc, lương thì coi như là ba cọc ba đồng, phục vụ một người bệnh không phục vụ người bệnh nào lương vẫn thế, phục vụ 100 người bệnh tốt lương vẫn thế, không có thưởng, không có chế độ chính sách cho người quản lý chăm sóc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Và người ta giả, chắc là đưa lên tuyến trên, hoặc là ai muốn làm thì làm. Một vấn đề nữa là hệ thống y học gia đình của chúng ta, ở đây bác sĩ Phương cũng chuyên gia về y học gia đình, chúng ta thấy nếu mà làm đúng theo chức năng nhiệm vụ, theo 6 của cái y học gia đình, nguyên lý của y học gia đình, thì cái lương của cái người y học gia đình phải rất là cao, và người ta phải đủ điều kiện, phương tiện để người ta thực hiện đúng cái chức năng của cái y học gia đình theo nguyên lý như vậy. Tuy nhiên chúng ta không làm được, lương không cao lại bắt người ta làm 6 nguyên lý này. Như vậy liên hệ với thực tiễn là có lẽ là cái hệ thống của chúng ta đấy thì đã ngầm hiểu là chúng ta đã làm được cái việc này. Và một cái dịp mà đã trao đổi trực tiếp với thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, và tôi nói là có lẽ là Bộ Y tế, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách cần phải xem, có lẽ có khi là phải khen, phải thưởng cho thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và cái hệ thống S69 và cái Sivri về vấn đề cái chăm sóc sức khỏe của chúng ta, chăm sóc sức khỏe chủ động và phải có khen thưởng, bởi vì chúng ta vô hình dung đã làm cái vai trò của y học gia đình, đóng vai trò của y học gia đình, và sắp tới là đóng vai trò của tuyến y tế cơ sở. Chúng ta là người gần nhân dân, dân nhất, thực hiện đúng nguyên tắc chăm sóc sức khỏe liên tục,
toàn diện, kết hợp gia đình, dự phòng và có tiết cộng đồng. Thì tôi xin nhấn mạnh như vậy. Cho nên chúng ta thấy là nhiệm vụ của chúng ta rất là nặng nề, và nếu mà chúng ta muốn làm tốt thì chúng ta phải xác định cái trách nhiệm và có một nguồn năng lượng để chúng ta đi chia sẻ và chúng ta làm cho nó tốt. Cái vấn đề chẩn đoán bệnh đái tháo đường là ta dựa vào cái gì? Rất đơn giản. Bây giờ nói cái người dân bình thường người ta biết ngay đái tháo đường. Nhưng mà nói một cái câu rất ngắn gọn, tức là bốn nhiều. Cụ thể ra là ăn nhiều, uống nhiều, đái nhiều và gầy nhiều. Trên nay chị em chúng ta chỉ có nhớ là bốn nhiều thôi, là đái tháo đường rồi. Nhưng mà nhớ là khi xuất hiện bốn nhiều như này có nghĩa là đã muộn rồi đấy. Đã muộn rồi, đã đầy rẫy những cái triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và đầy các cái biến chứng kèm theo. Và kết hợp với để tránh nhầm với các bệnh khác, cũng có ăn nhiều, uống nhiều, đái nhiều, gầy nhiều. Đấy, ví dụ như là bệnh cường giáp chẳng hạn, Bagado, thế rồi bệnh đái tháo đường do thận, đúng không? Với bệnh đái tháo đường về vấn đề tâm thần vân vân. Thì chúng ta kết hợp có một cái xét nghiệm rất quan trọng, đấy là đường huyết lúc đói tăng cao, lớn hơn hoặc 7 mmol trong lít. Thì vậy chúng ta nhớ cái mốc 7 mmol trong 1 lít. Đấy, thì cái xét nghiệm này là lấy máu vào cái buổi sáng sớm, nhịn ăn. Và chúng ta thấy là như vậy là chẩn đoán đái tháo đường không có gì là phức tạp và chúng ta chẩn đoán. Bây giờ đến cái phân loại đái tháo đường. Chúng ta biết là hiện nay thì mới nhất mà là thì có bốn cái loại đái tháo đường. Type 1, type 2, đái tháo đường thai kỳ và một số thể đặc biệt khác, người ta gọi tình trạng khác. Thì nói thế này bảo quay nhớ làm gì? Nhớ làm gì? Chúng ta phân loại ra đây tức là để bác sĩ người ta chẩn đoán. Nhưng mà mình thì coi như nó có phải là bác sĩ đâu. Nhưng chúng ta vẫn chẩn đoán được. Bởi vì hiện nay cái tỷ lệ đái tháo đường type 2 chiếm 90%. Còn lại là các thể khác. Cho nên tôi vẫn hay nói vui với mọi người là cứ 10 người mà ta cứ chẩn đoán coi như là cứ chẩn đoán đái tháo đường type 2 hết thì ta trúng được 9 thôi. Chỉ có một trường hợp nhầm. Nhưng không sao. Còn nào? Đấy thì chúng ta nhớ là cái đái tháo đường type 2 là phổ biến ở trong cộng đồng. Sau đó thì một số ít là đái tháo đường type 1 và một số ít là đái tháo đường thai kỳ và một số cái tình trạng khác. Thế thì khi phân loại như thế này thì Sivri của chúng ta tác động vào đâu? Nói chung là đối với đái tháo đường type 1 đấy, chúng ta biết rằng là đái tháo đường type 1 thì chúng ta có thể tác động đấy, từ lúc mới sinh ra và để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh, hệ thống miễn dịch tốt để chúng ta khỏi mắc bệnh đái tháo đường type 1, có lối sống lành mạnh. Cái thứ hai là chúng ta phòng ngừa các yếu tố nguy cơ để phòng cái đái tháo đường type 2. Và trong khi điều trị đái tháo đường type 2 thì chúng ta cũng hỗ trợ các sản phẩm siêu đi được. Bây giờ đái tháo đường type 2 điều trị ra viện chúng ta vẫn hỗ trợ được bình thường. Đái tháo đường thai kỳ chúng ta cũng hỗ trợ trước khi bị tha có thai và trong lúc có thai thì chúng ta vẫn hỗ trợ sản phẩm siêu đi được, cũng là bình thường. Và sau khi đẻ cũng vẫn hỗ trợ tốt và các tình trạng khác. Như vậy là đa phần là sản phẩm siêu đi của chúng ta đã tác động vào các giai đoạn của người bệnh và trong đó các bệnh nhân, các thể bệnh như thế này. Ở đây tôi xin lướt qua một chút và là nó cũng đi hơi sâu một chút nhưng mà chúng ta cũng quan tâm đến. Tức là ở đây thì cái tụy, anh chị em chúng ta biết là tụy ở đây thì có hai cái phần, tức là tụy nội tiết và tụy ngoại tiết. Tụy thì nằm ở cái phía sau của dạ dày và ôm lấy cái đoạn hai của cái tá tràng. Tụy ngoại tiết sản xuất ra các men để giúp cho quá trình tiêu hóa. Còn tụy nội tiết ở đây thì có mấy ba cái loại tế bào là tế bào beta, tế bào alpha và tế bào delta. Thế thì cái tế bào tuyến tụy bình thường là cái màu xanh đây. Này. Cái tế bào beta, đấy, chúng ta chú ý. Này.
Đây là tế bào bình thường, là cái màu hơi hồng hồng đấy ạ. Xin lỗi. Và thế còn cái tế bào khi mà coi như là bị bệnh thì chúng ta biết như này, tức là cái tế bào beta là cái tế bào của tiểu đảo lăng chắc khăng, nó sản xuất ra cái insulin. Thế khi mà bị bệnh, một cái nguyên nhân đặc biệt là nguyên nhân về tự miễn, thì cái tế bào beta này không sản xuất ra được insulin nữa, thì nó gây ra một cái bệnh gọi là cái đái tháo đường type 1. Đái tháo đường type 1. Đấy thì chúng ta lưu ý đến những vấn đề như vậy. Và chúng ta hiểu rằng là cái insulin được sản xuất ra từ tụy nội tiết do tế bào beta. Và đây cũng là một thông tin, một ngày cơ thể chúng ta sản xuất ra được khoảng độ 40 đến 50 đơn vị insulin. 40 đến 50 đơn vị insulin. Thì chúng ta cũng có một cái kiến thức để chúng ta hiểu cái vấn đề như vậy. Để cái chẩn đoán cái thể bệnh cái đái tháo đường type 1 hoặc đái tháo đường type 2, đây là hai cái thể mà chúng ta thấy là cũng hay gặp. Thì ở trên cái hình ở đây thì chúng ta thấy là cái tuổi dưới 30 triệu chứng lâm sàng rầm rộ, tức là ăn nhiều uống nhiều, gầy sút rất rầm rộ, bệnh tiến triển rất là nhanh, gầy sút cân có ý nghĩa thể trạng gầy, đặc biệt khi xét nghiệm có thể cetone máu hoặc cetone niệu tăng cao. Khi xét nghiệm về vấn đề tức là C-peptide hoặc là insulin thấp hoặc bằng không, thì các thông số miễn dịch thì dương tính và điều trị phải dùng insulin. Thế thì khi chúng ta thấy những thông tin như này thì nếu mà chúng ta không phải chuyên ngành y thì chúng ta cũng không nhớ nhiều. Nhưng tóm lại là gì? Nếu mà một người trẻ có đầy đủ các triệu chứng ăn nhiều uống nhiều, đái nhiều, gầy sút cân và có một vài các xét nghiệm, tại vì đái tháo đường 1 là thiếu insulin tuyệt đối cho nên là nó sẽ tình trạng không có. Và tất nhiên thiếu tuyệt đối về insulin thì khi điều trị phải dùng insulin. Cho nên là nếu tất cả các thông tin này có nghĩa là đái tháo đường 1, và nếu không có những cái này thì có nghĩa là đái tháo đường 2. Thì chúng ta chỉ nhớ như vậy thôi. Và ở đây thì có một cái sơ đồ này để chúng ta biết là cái bệnh cái insulin là cái gì mà nó lại gây ra cái bệnh đái tháo đường như vậy. Thế thì insulin được sản xuất ra từ tuyến tụy, đây các hình tam giác đây màu xanh. Thế thì các cái insulin này nó sẽ tác động lên các receptor, tức là các phụ thể, để làm sao đó chuyển cái glucose vào trong tế bào, mà glucose màu đỏ đây, thế thì lục giác đây nào. Thế thì do cái tác động của insulin này có tác động chuyển cái glucose vào trong tế bào để sinh năng lượng. Chứ nếu mà không chuyển được glucose vào trong tế bào thì nó cứ ở ngoài, như vậy gây hiện tượng tăng đường huyết. Và thậm chí là tăng đường huyết quá cao thì gây độc cho cơ thể. Thì trước đó tôi sẽ chia sẻ thêm và cho chúng ta hiểu rõ. Về cái cơ chế bệnh sinh của cái bệnh đái tháo đường. Đấy, vì nó liên quan đến chúng ta dùng sản phẩm. Đấy, tác động của sản phẩm chúng ta, giá trị của sản phẩm chúng ta như thế nào. Thì chúng ta biết là tiêu chung lại, đái tháo đường type 2 ở đây đó là hiện tượng tăng đường huyết. Và tất cả những vấn đề rối loạn về tiết insulin ở tại tuyến tụy, tăng tiết glucagon cũng ở tuyến tụy, tăng sản xuất glucose tại gan cũng là một cái vấn đề, là rối loạn cái chất dẫn truyền thần kinh, rồi giảm cái thu nhận glucose ở các cái tổ chức cơ, tổ chức ngoại vi. Đấy, cho nên là không đẩy được glucose vào trong tế bào, như vậy là giảm thu nhận glucose. Thế rồi tăng ly giải mỡ, giảm tác dụng của incretin. Tất cả những yếu tố này làm cho tăng đường huyết, tăng đường huyết. Vậy sản phẩm Siri của chúng ta tôi nghĩ là cũng là rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có rất nhiều các sản phẩm có thể tác động vào tất cả các yếu tố này để hạn chế cái việc tăng đường huyết, hạn chế cái việc tăng đường huyết. Đấy, kiểm soát đường huyết cho người bệnh. Để chúng ta chú ý là cái việc mà cái cơ chế bệnh sinh chúng ta hiểu như vậy. Như vậy là vô hình dung ra là chúng ta dùng sản phẩm của Siri là chính là chúng ta lại điều trị theo cơ chế bệnh sinh. Quá tuyệt vời. Trong y học hiện nay điều trị kém nhất là điều trị triệu chứng, còn tuyệt vời nhất là điều trị nguyên nhân. Đấy. Và
nói chung là cũng tương đối tốt, đúng không? Là chúng ta phải điều trị theo cái cơ chế vệ sinh đấy, trong một trong cái biện pháp mà chúng ta điều trị. Thế thì đây cũng là một cái sơ đồ để gọi là phụ thêm cho cái slide trước nào. Thế thì ở đây chúng ta biết là đối với đái tháo đường tức là có hiện tượng tăng đường huyết ở dưới cùng đây nào. Thế thì cái việc mà mô cơ ở đây là cơ vân, rồi mô mỡ, thay đổi chuyển hóa mỡ, rồi hệ thần kinh trung ương vân vân, thì tất cả những cái thứ này làm cái tăng cái đề kháng của insulin. Tôi lấy ví dụ như là mô mỡ chẳng hạn, liên quan đến cái chuyện đề kháng insulin. Chính vì thế cho nên thừa cân béo phì, đặc biệt là béo bụng, bụng bia rất là to nào. Thế thì liên quan đến chuyện đó thì người ta nói là vòng bụng thì to ra thì vòng đời tức là ngắn lại nào. Thế rồi đối với cơ vân nào, đề kháng insulin thì đây là liên quan đề kháng insulin là cơ chế. Tế bào beta thì giảm tiết insulin, đúng rồi, đúng không? Thế còn tất cả những cái vấn đề khác liên quan đến thận, đến ruột, rồi tế bào alpha của tim vân vân thì tăng cái sản xuất gluco từ gan. Và ba cái yếu tố đề kháng insulin, giảm tiết insulin và tăng sản xuất gluco từ gan thì làm cho hiện tượng gây ra tăng đường huyết và gây ra cái bệnh đái tháo đường. Tôi chuyển sang một cái phần rất quan trọng là bệnh đái tháo đường khi đến với chúng ta thì có các biến chứng, hầu hết là có các biến chứng. Tôi vẫn hay nói một cái câu rất đơn giản, chúng ta nhớ là như này: bệnh đái tháo đường gây ra biến chứng ở hầu hết các cơ quan bộ phận trong cơ thể với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Chỉ cần nhớ một câu thôi có nghĩa là không bao giờ sợ sai. Đái tháo đường gây biến chứng ở hầu hết các cơ quan bộ phận trong cơ thể với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nếu nặng tức là trên lâm sàng rõ và cận lâm sàng rõ, nhẹ lâm sàng chưa rõ nhưng cận lâm sàng có thể có những xét nghiệm đã chẩn đoán được, đặc biệt đi khám chuyên khoa. Thế để phân loại biến chứng của đái tháo đường thì có hai cái loại biến chứng là biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính. Về biến chứng cấp tính, chúng ta chú ý là có bốn cái biến chứng: hôn mê, tăng áp lực thẩm thấu, hôn mê nhiễm toan ceton, hôn mê do nhiễm toan acid lactic và hôn mê hạ đường máu. Nói cái bốn cái biến chứng này thì chúng ta cũng không cần quan tâm, tại vì cái này nó chuyên sâu. Mỗi một cái phần hôn mê này nó lại là một cái nội dung có thể nói rất nhiều mà không hết. Nhưng ở đây thông điệp mà tôi muốn nói với tất cả anh chị em ở trên Zoom này là như này ạ: cái phần tăng áp lực thẩm thấu, nhiễm toan ceton và nhiễm toan lactic, tức là hôn mê do tăng đường huyết quá cao, thì để dành cho bác sĩ, để dành cho bệnh viện, mà chúng ta không dành bệnh nhân với bệnh viện. Đấy, chúng ta anh chị em chúng ta lưu ý nha. Hôn mê này thì, nhưng riêng hôn mê do hạ đường máu thì chúng ta có thể xử lý được. Đây là hôn mê này là hôn mê hạ đường máu, lại là một loại tức là rất hay gặp. Bây giờ người ta lại quan tâm nhiều đến cái hạ đường máu. Hạ đường máu đầu tiên là hạ đường máu đã, về sau nếu mà nặng thì gây ra tình trạng hôn mê. Và các anh chị em nhớ là đường máu hạ nếu mà dưới 4 mmol, cụ thể chính xác là 3,9 mmol thì là có biểu hiện của tình trạng hạ đường huyết. Thế cái hạ đường huyết này là cái loại hôn mê dễ phát hiện nhưng cũng dễ xử trí. Chúng ta cho uống một cốc nước đường, ăn quả cam, ăn một bát cơm, ăn cái kẹo, ăn cái bánh. Đấy, cho nên là mới có cái chuyện là cái người bị bệnh đái tháo đường nếu mà đi từ đây vào từ miền Bắc vào trong thành phố Hồ Chí Minh đi máy bay thì có khi lại mang kẹo đút túi đi theo. Đấy, khi thấy người coi như là vã mồ hôi chân tay lạnh cồn cào ruột gan như vậy có thể hạ đường huyết rồi thì ăn cái kẹo vào là ngon. Đó. Thế thì cái hôn mê hạ đường huyết này chúng ta quan tâm, và chính là chúng ta là cái người mà coi như là làm về Sivri, chúng ta biết được các loại này và chúng ta tư vấn cho người bệnh để biết phát hiện thế nào là hạ đường huyết và thời điểm hay xảy ra là khi nào. Nó hay xảy ra là khi mà xảy ra khi xa bữa ăn và nhất là về ban đêm. Đấy, chúng ta phải tư vấn cho người bệnh như vậy. Đây, như vậy là ba cái loại hôn mê đấy thì là biến chứng cấp tính nguy hiểm thì thôi nên đưa vào trong bệnh viện vì nó có thể nặng và có thể vẫn phải thở máy và hô hấp hỗ trợ. Đó.
chúng ta sang cái phần biến chứng thứ hai, đấy là biến chứng mãn tính. Là cái này mới là cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Như phần đầu tôi đã nói, tức là biến chứng mãn tính ở đây là biến chứng hầu hết ở cơ quan bộ phận trong cơ thể với mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng cụ thể như thế này có nghĩa là vẫn còn thiếu. Thế thì nhưng mà một số cái biến chứng mãn tính hay gặp nhất đó là biến chứng về tim mạch, biến chứng thận, biến chứng mắt, biến chứng bàn chân, biến chứng thần kinh và biến chứng nhiễm trùng. Đây, như vậy là một loạt các cái biến chứng này thì chúng ta đối chiếu xem là trong 300, khoảng 300 sản phẩm của series của chúng ta thì chúng ta lựa chọn được những sản phẩm nào thuộc cái dòng, đúng không? Thanh lọc, năng lượng, cân bằng để chúng ta phòng ngừa các cái biến chứng này. Phòng ngừa các biến chứng này. Nếu có bị thì không bị nặng. Đấy nào? Thế thì chúng ta thấy là cái vấn đề này là rất là tuyệt vời, đúng không? Có rất nhiều sản phẩm để chúng ta sẽ tác động vào đây. Đấy, để chúng ta chăm sóc cho người bệnh dài lâu được. Đây là có một vài các hình ảnh về các biến chứng chúng ta thấy là rất là đáng sợ. Và nào, nhiều khi là khi người bệnh đái tháo đường bảo em coi như là chỉ bị điều trị bây giờ ổn rồi, đường huyết của em bây giờ về 7, thậm chí 6,5, 6,0 thôi, quá tuyệt vời, em thấy sẽ phấn khởi sướng rồi. Tuy nhiên là trong âm thầm của người ta là bao nhiêu các biến chứng đã kiểm soát được chưa? Bởi vì các anh chị em phải biết rằng như này, đối với đái tháo đường mà kể hạ đường huyết thì quá dễ. Chúng ta nhớ là hạ đường huyết quá dễ. Chúng ta dùng một thuốc, hai thuốc không được, chúng ta dùng ba thuốc. Insulin 10 đơn vị, 20 đơn vị, 30 đơn vị, hạ ngay. Thậm chí có khi là còn nhiều người, xin lỗi là người ta còn, có người còn tự tử bằng cái việc tiêm insulin được mà. Đấy, cho nên chúng ta thấy là cái việc hạ đường huyết quá đơn giản. Nhưng cái điều quan trọng nhất là kiểm soát được đường huyết mới là cái vấn đề quan trọng hơn. Nhưng kiểm soát đường huyết cũng quan trọng, nhưng lại kiểm soát các yếu tố nguy cơ lại là quan trọng hơn nữa, và đặc biệt là kiểm soát được các biến chứng. Đấy, thì như vậy là chúng ta phải đi vào cái vấn đề quan trọng hơn, chứ nếu không mà chúng ta cứ chỉ nhìn vào cái chỉ số đường huyết thôi thì tất cả bệnh nhân và người thầy thuốc đều phấn khởi, nhưng trong đó là cứ âm thầm các cái biến chứng. Thế thì các biến chứng mãn tính ở đây cụ thể là bệnh võng mạc, mắt, rồi biến chứng ở thận, biến chứng về thần kinh, biến chứng về tai biến mạch máu não, rồi biến chứng về mạch vành và biến chứng hoại tử bàn chân và có thể cắt cụt chi. Đó. Và phân loại ở đây người ta chia ra, tức là biến chứng về mạch máu nhỏ, người ta gọi là vi mạch, hoặc là biến chứng mạch máu lớn. Như vậy là hai cái nhóm biến chứng này để chúng ta thấy rằng là nó đi từ đầu đến chân, đúng không? Người đái tháo đường. Để chúng ta thấy là cái biến chứng của bệnh rất là nguy hiểm và chúng ta cần quan tâm đến nó. Và cụ thể các cái biến chứng của nó đấy, nặng nề hơn, đó. Thì cái là các biến chứng nặng của bệnh đái tháo đường type 2. Thì chúng ta biết là cái biến chứng bệnh võng mạc có thể gây mù. Bệnh thận nguy hiểm nhất là suy thận, bệnh thận mạng. Mà bệnh thận mạng chúng ta biết là chỉ có chạy thận nhân tạo thôi, lọc máu. Biến chứng về thần kinh tức là gây đột quỵ, đột tử, đúng không? Đột quỵ tức là có thể là nhồi máu não hoặc là xuất huyết não. Và tất nhiên là tỷ lệ tử vong rất là cao. Đặc biệt là bệnh tim mạch. Đấy, có thể tử vong do cái chuyện tức là nhồi máu cơ tim. Và các anh chị em chú ý là đối với bệnh tim mạch lại kèm theo có cái bệnh lý về thần kinh. Cho nên là cái người mà bị bệnh lý tim mạch nói chung và trong đó có nhồi máu cơ tim thì thường có biểu hiện của cái đau ngực. Và đau ngực rất dữ dội. Đấy là người bình thường, cảnh báo chúng ta biết là có khả năng là nhồi máu cơ tim. Nhưng người đái tháo đường có khi lại không có triệu chứng đau ngực. Chỉ đến khi nhồi máu cơ tim rồi chúng ta làm điện tim mới phát hiện ra là nhồi máu cơ tim. Đấy, cho nên là chúng ta biết là chúng ta phải cảnh báo cho người bệnh như vậy chứ không được chủ quan. Và tôi không có đau ngực gì cả, không bị nhồi máu cơ tim là không có đâu. Thế mà chúng ta phải quan tâm đến chuyện đó. Thế bệnh lý thần kinh. Đấy. Đây về các biến chứng về mắt thì chúng ta nhìn để chúng ta thấy là nó các cái mức độ gọi là từ các mảng xuất huyết, thế rồi mạch máu mới nó tăng sinh, thế rồi có hiện tượng phình mạch, tức là cái này nếu mà không cần thì nó sẽ lại vỡ, đúng không?
rồi xuất tiết dạng chấm, rồi các đốm xuất tiết màu trắng vân vân. Tất cả những cái này mà chúng ta có thể phát hiện và chúng ta bằng soi đáy mắt hoặc là chúng ta chụp mạch huỳnh quang về chuyên khoa mắt thì chúng ta sẽ phát hiện. Vì khi biến chứng mắt ở bệnh nhân đái tháo đường hiện nay thì hầu như là Tây y là không có giải pháp. Nói với các anh chị như vậy. Hồi xưa tức là đi điều trị cho bệnh nhân thì may ra mới phát hiện thấy là vitamin C, một cái vitamin nào đó người ta bảo là có cái tác dụng là chống sinh các gốc tự do, thế là bám vào, thế này cho một hai các loại vitamin vào đấy để hy vọng rằng là giảm cái này. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy là chống sinh các gốc tự do bảo vệ các tế bào lành, chúng ta thấy sản phẩm siêu ri, chúng ta có rất nhiều các sản phẩm để cho chúng ta có cái công cụ trong tay để chúng ta giải quyết các cái biến chứng này cho người bệnh. Đấy, quá tuyệt vời. À, thế rồi các biến chứng về thận, biến chứng về thận thì bệnh thận do đái tháo đường thì là suy thận thôi. Nhất là bệnh nhân bị đái tháo đường mà lại bị rối loạn chuyển hóa lipid máu, lại bị tăng huyết áp thì bệnh nhân kết hợp với đái tháo đường nữa thì càng nhanh cái suy thận hơn. Nên chúng ta phải phòng cái suy thận này, chúng ta phải điều trị, tức là phòng ngừa, và chúng ta có giải pháp để điều trị tổng thể để chúng ta bảo vệ cái thận cho người bệnh. Đây là cái hình ảnh về cái biến chứng bàn chân, chúng ta thấy là rất là khủng khiếp, đúng không? Có hai cái thể, tức là hoại tử ướt và hoại tử khô. Nhìn cái hoại tử khô này chúng ta thấy là đen xì xì, đúng không? Đấy, cái này do cái tổn thương, tức là tắc cái động mạch, không nuôi dưỡng được cho nên nó hoại tử khô. Thế còn cái này thì có biểu hiện tình trạng có nhiễm trùng, viêm các cái mô liên kết, đúng không? Trên là hoại tử ướt. Đấy. Hai cái này thì nói chung là mặc dù là chuyên khoa là có cái bệnh lý bàn chân của đái tháo đường nhưng mà khả năng can thiệp cũng rất là khó. Đấy. Và cũng không có giải pháp. Như vậy là giờ chỉ có phòng ngừa thôi. Như vậy chúng ta xem là sản phẩm của siêu ri chúng ta có cái gì để chúng ta hỗ trợ để điều trị chống viêm nhiễm ở đây và tăng sinh các tế bào lành ở đây. À, tăng sinh các tế bào lành bảo vệ. Đấy, và làm thế nào đó. Thế còn nếu mà quay như đấy thì chúng ta thấy là cái vấn đề của chúng ta là như vậy, để chúng ta cố gắng tìm có giải pháp. Còn đây là cái biến chứng thần kinh. Thì chúng ta biết là cái hệ thần kinh bình thường thì nó có chất xám và có cái sợi dây thần kinh, các neuron thần kinh, và đây có sợi cái myelin, tức là chất trắng. Đấy thì nó mới dẫn truyền được. Thì ở đây là dây thần kinh lành. Nhưng mà trong bệnh nhân đái tháo đường thì thần kinh bị tổn thương thì mất cái chất trắng, tức là myelin. Và như vậy là cái xung động thần kinh nó không đảm bảo được như cái bình thường và nó lan tỏa ra. Cho nên chính vì thế cho nên người bệnh đái tháo đường chúng ta biết là đau buốt, tăng cảm giác đau. Tăng cảm đau. Có những trường hợp thì lại không có cảm giác đau, cho nên nó lại coi như là đưa vào nóng lạnh là còn không biết. Cho nên là cái vấn đề của Tây hiện nay quan tâm đến cái bệnh lý thần kinh của bệnh nhân đái tháo đường cũng rất hạn chế. Như vậy là chúng ta cũng phải lựa chọn sản phẩm chúng ta như nào để tác động vào khâu này để hạn chế và chúng ta làm giảm thiểu cái biến chứng thần kinh của bệnh nhân kia đái tháo đường. Chứ còn nếu mà bệnh nhân đái tháo đường nếu đau quá thì thường là chúng tôi hay dùng các cái sản phẩm thuốc của Tây, đó là thuốc chống trầm cảm, pregabalin, nhưng mà cũng không ăn thua, không ăn thua. Đấy, rất hạn chế, người bệnh vẫn cứ tồn tại mãi thôi, kêu rất đau rất là nhiều. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. À, một cái vấn đề đặt ra là như này, lúc đấy tôi đã nói, tức là chúng ta nếu chỉ quan tâm đến cái vấn đề của cái đường huyết lúc đói thôi thì chưa đủ, mà chúng ta phải quan tâm đến một cái xét nghiệm ở bệnh nhân đái tháo đường, đấy là cái HbA1c. HbA1c bản chất của nó là hemoglobin. Hb ở đây là hemoglobin. Giờ biết là cái cấu tạo hồng cầu thì nó có các cái thành phần, tức là hemoglobin. Thì đây là cái HbA1c, tức là hemoglobin gắn đường. Cái tỷ lệ cái HbA1c là dưới 6,5%. Bệnh nhân đái tháo đường tức là trên 6,5% thì đấy là bệnh đái tháo đường. Thế thì khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta quan tâm đến cái chỉ số HbA1c một chút. Vì nếu như HbA1c chúng ta kiểm soát được 1% thôi, giảm được 1% thôi, thì các cái yếu tố nguy cơ về cắt cụt chân là giảm được 43%, biến chứng vi mạch giảm được 37% và tử vong có liên quan đến đái tháo đường giảm 21%. Nhồi máu cơ tim giảm 14% và đột quỵ giảm 15%. Nói như thế để thấy rằng là cái điều quan trọng chúng ta phải kiểm soát được cái HbA1c. HbA1c này
nó phản ảnh cái mức độ kiểm soát đường huyết trung bình của cái 3 tháng trước đó. Có nghĩa là xem bệnh nhân tuân thủ điều trị có tốt hay không. Nếu HbA1c bình thường là tuân thủ điều trị tốt, kiểm soát tốt. Nếu mà HbA1c tăng, chứng tỏ là vấn đề kiểm soát không được tốt. Và cái việc định lượng đường huyết tương lúc đó chỉ phản ánh cái thời điểm mà chúng ta lấy máu thôi. Như vậy ở đây một cái thông điệp đặt ra là để chúng ta quan tâm đến cái vấn đề bệnh nhân, tức là liên quan đến chỉ số HbA1c. Thì cái này khi mà một người bệnh mà đi khám bệnh thì chúng ta xem sổ và chúng ta quan tâm đến chỉ số này để chúng ta có cái phương hướng chúng ta tư vấn cho người bệnh được tốt hơn. Về cái nguyên tắc điều trị của người bệnh đái tháo đường thì vấn đề điều trị đái tháo đường thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải biết được cái nguyên tắc. Nguyên tắc là lập kế hoạch toàn diện tổng thể lấy người bệnh làm trung tâm và có những chất cá nhân hóa. Chúng ta nhớ là quan tâm đến người bệnh giống như người dạy học là chúng ta lấy sinh viên làm trung tâm, thì đây chúng ta lấy người bệnh làm trung tâm. Vấn đề thứ hai là đánh giá tổng thể và quyết định điều trị xem như thế nào. Ví dụ về tình trạng sức khỏe chung dựa trên nguyên tắc sử dụng thuốc. Nguyên tắc sử dụng thuốc ở đây là người ta khuyên là sử dụng thuốc càng ít càng tốt. Cái thứ hai là xem cái tác dụng phụ của thuốc như thế nào. Đấy, và xem là bệnh nhân tuân thủ vấn đề điều trị ra làm sao. Và chọn những thuốc rẻ. Chúng ta nhớ là chọn thuốc rẻ nhưng lại có tác dụng thì cái này nó có vẻ như điều rất là vô lý. Vì liên quan đến chuyện tức là bảo hiểm. Nên chúng ta cứ dựa vào bảo hiểm thì rất khó để kiểm soát được. Đấy, đường huyết cũng như HbA1c của nhân đau được. Vấn đề thứ ba ở đây chúng ta thấy là rất là thú vị là nguyên tắc điều trị cho người bệnh đau đường chúng ta phải liên quan đến dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, bởi vì Siri chúng ta là dinh dưỡng, là thực phẩm chức năng, là thức ăn, là dinh dưỡng. Vậy về nguyên tắc đây là do Bộ Y tế quy định Hà Nội chứ không phải là do chúng tôi tự nghĩ ra, mà đấy là dịch vụ tư vấn dinh dưỡng hoạt động thể lực tự theo dõi hỗ trợ điều trị nên được triển khai. Như vậy là chúng ta đã đi đúng cái xu thế, xu hướng là vấn đề dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường như thế nào. Đây là vấn đề mà người bệnh hầu như ít quan tâm và không tuân thủ. Vấn đề nữa là chất lượng chăm sóc điều trị bệnh nhân đái tháo đường cần được thường xuyên giám sát. Vậy chúng ta là các tư vấn viên, chúng ta là những người đi chia sẻ sản phẩm và chúng ta đi theo cái nguyên lý của y học gia đình chăm sóc sức khỏe liên tục toàn diện, và chúng ta phải kiểm tra giám sát người bệnh như thế nào, thì đây cũng là một cái vấn đề ưu thế của chúng ta có thể thực hiện được cái nguyên tắc thứ ba và nguyên tắc thứ tư. Thì chúng ta chú ý vấn đề như vậy là rất là tốt. Mục tiêu điều trị của đái tháo đường, chúng ta là nguyên tắc. Bây giờ mục tiêu, chúng ta chú ý là duy trì được lượng đường máu khi đói, gluco máu sau ăn gần như mức độ sinh lý, đạt được mức độ HbA1c lý tưởng, duy trì huyết áp, kiểm soát lipid máu. Như vậy là duy trì được mấy cái thông số chỉ số này là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn. Đấy. Người ta gọi là đa yếu tố đấy. Nhằm giảm các biến chứng có liên quan, giảm tỷ lệ tử vong do đái tháo đường, giảm cân nặng với những người thừa cân béo phì hoặc duy trì cân nặng hợp lý. Mục tiêu điều trị ở các cá nhân có thể khác nhau, ví dụ bệnh nhân mới chẩn đoán, bệnh nhân trẻ, bệnh nhân cao tuổi và các bệnh kèm theo. Ở đây thì chúng tôi lưu ý như này, tức là cái mục tiêu của chúng ta là phải duy trì được mấy cái chỉ số này. Cái thứ hai là rõ ràng là phải nhằm giảm các biến chứng và giảm cân nặng. Như vậy là chúng ta có các sản phẩm của chúng ta để làm sao đó, tức là giảm cái thừa cân béo phì cho những người bệnh và duy trì một cái cân nặng, tức là cho nó hợp lý. Đấy là cái mục tiêu điều trị. Để cụ thể hóa cái mục tiêu điều trị này thì chúng ta cần phải làm những cái việc cụ thể như thế nào. Thứ nhất, riêng đái tháo đường chúng ta nhớ bất luận thì chúng ta phải có ba cái việc làm rất quan trọng mà làm song song, gần giống như cái chân kiềng ấy: chế độ ăn, chế độ luyện tập và chế độ dùng thuốc, không quan trọng cái nào cả. Trước đây là người ta hay nói là đái tháo đường là cho chế độ ăn trước, sau đó thì thay đổi lối sống, chế độ luyện tập, tốt rồi thì thôi, thì mới dùng thuốc. Nhưng hiện nay
là chế độ ăn, chế độ luyện tập và chế độ uống thuốc là chúng ta dùng đồng thời. Đồng thời. Đấy, chúng ta quan tâm đến cái vấn đề như vậy. Thế thì chế độ ăn hay là cái chế độ dinh dưỡng về cái nguyên tắc cơ bản thì chúng ta đã xác định là series của chúng ta là đông y cao cấp, đúng không? Là thực phẩm chức năng. Đấy, là dinh dưỡng, thực hiện dinh dưỡng. Thì nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn ở đây là đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng, cân bằng cả về số lượng và chất lượng. Ăn bao nhiêu, ăn cái gì là thuộc về số lượng và chất lượng. Nó tính ra calo là. Cái thứ hai là ăn như thế nào đó đảm bảo nguyên tắc là không làm tăng đường huyết nhiều so với ăn, nhưng lại không làm hạ đường huyết khi sau ăn. Thế để đảm bảo nguyên tắc này thì chắc chắn là chúng ta phải ăn làm nhiều bữa và thậm chí phải có bữa ăn phụ. Đó. Cái thứ hai là duy trì cái hoạt động thể lực bình thường. Tức là muốn ăn thế nào thì để cho người bệnh người ta còn đi lại làm việc được bình thường. Chứ lại cho chế độ ăn kiêng xong rồi quên người ta chỉ nằm một chỗ thôi thì không ổn. Đó. Rồi duy trì một cái cân nặng hợp lý. Đấy, tức là người thừa cân béo phì thì giảm cân xuống, người gầy thì lại cho tăng cân lên. Rồi không làm tăng các yếu tố nguy cơ, ăn nhưng không làm tăng các yếu tố nguy cơ, tăng huyết áp, dối loạn chuyển lên mỡ máu. Như vậy đây phải có chế độ ăn kiêng. Như tăng huyết áp, anh chị em lưu ý là chúng ta phải cho bệnh nhân ăn nhạt. Thế rồi rối loạn chuyển hóa lipid máu thì phải kiêng những cái loại thực phẩm mà có nhiều các mỡ động vật như thế. Vấn đề nữa là không thay đổi quá nhanh, quá nhiều cơ cấu khối lượng bữa ăn. Và đơn giản, không quá đắt tiền và phù hợp với tập quán địa phương, đặc biệt là đối với dân tộc. Như vậy là nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn này. Thì chúng ta xem là trong các cái sản phẩm series của chúng ta thì chúng ta đã có thể tác động và chúng ta đã có thể đảm bảo được các nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn và rất là phấn khởi là như vậy. À. Thế thì chế độ ăn thì để đảm bảo cho vấn đề theo đúng cái nguyên tắc như vậy thì chúng ta thấy là đa dạng hóa thức ăn đảm bảo đủ các thành phần có chất đạm, chất bột đường, ngũ cốc, chất béo, đảm bảo vi chất rồi có các vitamin và các cái khoáng chất. Như vậy là chúng ta thấy là với các cái sản phẩm chúng ta có trong tay thì rõ ràng là chúng ta có thể hỗ trợ cho người bệnh đảm bảo được các cái việc đa dạng hóa thức ăn đảm bảo đủ các thành phần. Đấy, như thế này. Thế thì một cái vấn đề đặt ra là như này ạ, tức là theo cái hướng dẫn thì một cái chế độ ăn tốt phù hợp với người bệnh đái tháo đường thì ta phải chế độ xây dựng chế độ ăn phù hợp văn hóa sở thích và khả năng của bệnh nhân cá nhân hóa và có bữa phụ. Cái thứ hai là chế độ ăn giảm cân thì sẽ kiểm soát được đường máu tốt hơn. Một cái rào cản đặt ra khi thực hiện chế độ ăn là khó thay đổi thói quen ăn uống và thay đổi vị giác khó khăn trong nhai nuốt giá thành, nhất là người bệnh đái tháo đường này là những người lớn tuổi và chúng ta biết là lúc nhớ lúc quên. Thế rồi đặc biệt là cái người đái tháo đường lớn tuổi thì lại phụ thuộc vào gia đình, con cháu cho ăn cái gì đấy thì chúng ta ăn cái đấy và nếu không thì thôi. Rồi điều kiện kinh tế khó khăn, về đây đều là các bệnh mãn tính cả. Thế cho nên là cái việc mà thực hiện chế độ ăn theo khuyến cáo như này nhưng mà thực sự là rất khó thực hiện, rất khó thực hiện. Vậy chúng ta bây giờ phải đơn giản hóa chỉ bằng cách là có thực phẩm chức năng thôi, thức ăn bằng cách dùng thuốc thôi. Thế thì sử dụng các cái có xu hướng là để người ta tuân thủ tốt, chỉ có đơn giản và người ta dễ sử dụng. Thế và khi mà không đạt được cái nhu cầu năng lượng cần thiết cho người bệnh đái tháo đường thì người ta cũng khuyến cáo là gì, tức là ăn làm nhiều bữa nhỏ, tăng thêm lượng thức ăn giàu năng lượng và thay đổi các món ăn và bổ sung sữa cho các bữa ăn. Thì ở đây là cái này thì tôi lướt qua thôi. Đặc biệt thế thì đây chúng ta cũng gọi là biết thêm về vấn đề dinh dưỡng thì chúng ta phải cho bệnh nhân tức là kiêng một số các loại thức ăn như sau, giảm hoặc không ăn uống các loại thực phẩm như này có cái chỉ số đường huyết cao, chỉ số đường cao, sữa đặc có đường, sữa đậu nành ngọt hoặc là chè, đồ ngọt, kẹo, sô cô la, dung dịch soda, nước trái cây lớn, không thêm đường hoặc quá nhiều
cứ đặt vào cà phê hay là trà. Nhiều khi là chúng ta đi uống cà phê lại không uống cà phê đen, lại uống cà phê nâu, đó, chúng ta thêm đường vào. Đặc biệt là uống rượu, nha, uống rượu. Thì chúng ta biết là bệnh nhân cần nên làm những cái vấn đề này để chúng ta gọi là dùng sản phẩm, nhưng chúng ta cũng biết cách để chúng ta tư vấn cho người bệnh. Chuyển sang cái vấn đề luyện tập thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ lựa chọn một cái môn thích hợp và phù hợp với từng cái người bệnh và có tính chất cá nhân hóa, tức là già trẻ, người ta có bệnh đái tháo đường, tăng đường huyết ở mức độ nào và đường huyết coi như là có biến chứng hay chưa để chúng ta hướng dẫn. Nhưng mà chúng ta tập trung vào những cái môn tập mà gọi là để tăng cái sức bền, và ví như là kể cả đi khiêu vũ hay rồi đạp xe, đi bộ vân vân, duy trì thường xuyên. Và một cái điểm lưu ý là khi luyện tập như vậy thì cố gắng là thử đường máu, đo huyết áp trước khi luyện tập, và đặc biệt có đồ ăn phòng hạ đường máu khi tập, vì nhiều khi đây là một trong nguyên nhân là khi luyện tập nhiều nhưng lại không ăn đầy đủ và không thử đường máu trước thì có thể gây ra cái biến chứng hạ đường huyết. Hãy chúng ta lưu ý về cái vấn đề đó. Vấn đề dinh dưỡng tốt giúp giảm cân, rồi tập thể dục, đi bộ có thể giảm được cái lượng đường, và chế độ ăn và tập thể dục cũng giúp cho việc điều trị tăng huyết áp và tăng đường máu. Chính vì thế trên là cái hệ thống S69 của chúng ta, các thủ lĩnh đều coi như là các buổi sáng thì đều rất là chăm chỉ luyện tập, như là bác sĩ Phương coi như là tập gym đấy, rất là có năng lượng. Chính vì thế cho nên là vừa quay phòng bệnh của mình mà trong đó lại vừa phòng cái bệnh, tức là cái vấn đề của cái đái tháo đường. Cái vấn đề cuối cùng ở đây tức là tôi xin nói thêm các loại thuốc về điều trị đái tháo đường, tại vì là ban đầu tôi đã nói tức là có chế độ ăn, chế độ luyện tập và chế độ dùng thuốc. Thế thì thuốc điều trị đái tháo đường thì có thuốc uống và thuốc tiêm. Thuốc uống thì bác sĩ người ta sẽ cho có cái nhóm tức là metformin, rồi nhóm sintilinure tức là kích thích tế bào beta sản xuất insulin, rồi có thể ức chế enzyme alpha glucosidase, cái này liên quan đến cái hệ thống của ruột, ức chế kênh SGLT2, ức chế enzyme TPP4 hoặc là proglitazone, thì cái này chúng ta chỉ biết thôi, tức là cái nhóm thuốc. Cái hai có thuốc tiêm thì cái tên thuốc điển hình đấy là insulin, rồi đồng vận chủ thể SGLP1. Thế nói như này thì chúng ta thấy như này, tức là ít nhiều tất cả các thuốc này đều có tác dụng phụ. Chúng ta nhớ là khi dùng thuốc Tây y thì đối với đái tháo đường ít nhiều đều có tác dụng phụ ảnh hưởng đến chức năng gan, ảnh hưởng đến chức năng của thận. Và khi đã có bị rối loạn chức năng gan thận rồi thì lại không dùng được các thuốc uống này, mà lại phải chuyển sang dùng thuốc tiêm. Mà dùng thuốc tiêm chúng ta nhớ là một câu là đái tháo đường type 1 insulin, bởi vì thiếu tuyệt đối phải dùng suốt đời. Đối với đái tháo đường type 2, mới đầu là dùng các thuốc uống, sau đó không có tác dụng thì lại phải chuyển sang dùng insulin. Và vô hình dung từ đái tháo đường type 2 lại có thể trở thành giống như đái tháo đường type 1. Như vậy là chúng ta thấy là chúng ta không chăm sóc quản lý bệnh nhân đái tháo đường tốt thì điều trị suốt đời. Và chúng ta thấy là đây là cái vấn đề mà đây là tạo thành một vấn đề tâm lý cho người bệnh đái tháo đường. Và chúng ta cố gắng là làm như thế nào đó để chúng ta đối với người bệnh đái tháo đường chưa phát hiện hoặc là giai đoạn sớm hoặc có yếu tố nguy cơ thì chúng ta chăm sóc để không mắc bệnh đái tháo đường. Khi mắc bệnh đái tháo đường điều trị tại bệnh viện thì chúng ta lại dùng sản phẩm để chúng ta hỗ trợ cho cái người bệnh đái tháo đường, làm sao đó để bảo vệ các cái cơ quan bộ phận và dần dần chúng ta giảm bớt các thuốc Tây y xuống. Và khi bệnh nhân ra viện rồi chúng ta lại tiếp tục dùng các sản phẩm của Siri để nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh, giảm thiểu các biến chứng cho người bệnh. Và cái vấn đề cuối cùng tôi muốn chỉ về đây tức là cái giải pháp của Siri của chúng ta phòng và hỗ trợ điều trị như thế nào. Thứ nhất, cách chữa bệnh hiệu quả nhất là đừng có để bị bệnh. Thì ngoài cái đái tháo đường type 1 nguyên nhân khó phát hiện, các tiểu đường còn lại chiếm số đông và có thể phòng tránh được. Có thể nói bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe là giải pháp hiệu quả và an toàn nhất đối với người tiểu đường. Và sản phẩm của Serum Wellness Group bổ sung các khoáng chất
là vitamin thiết yếu hỗ trợ cho các quá trình trong cơ thể mà không làm tăng đường huyết. Đấy, rất là hay. Và không đòi hỏi nhiều năng lượng để chuyển hóa như thức ăn thông thường. Điều này rất quan trọng. Và từ từ phục hồi nội tạng ở cấp độ tế bào, hỗ trợ ngay cả trường hợp tiểu đường type 1, phòng ngừa các nguyên nhân gây tiểu đường type 2, thai kỳ và thứ phát, và giúp ngăn ngừa và giảm các biến chứng ở mức tối đa. Thì đây là một cái vấn đề, tức là ưu thế vượt trội của Sibri đối với bệnh nhân đái tháo đường. Và để cụ thể hóa các cái sản phẩm của Sibri để chúng ta lựa chọn như thế nào, thì ở đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương, là một cái người mà đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái vấn đề sử dụng các sản phẩm Sibri cho những người bị bệnh đái tháo đường, đặc biệt bố mẹ bị bệnh đái tháo đường, và rất có nhiều câu chuyện về cái việc sử dụng sản phẩm. Thế thì tiếp theo đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương sẽ tiếp tục một cái nội dung thứ hai, cũng rất là ngắn gọn thôi, để cho anh chị em trên room chúng ta biết được là vậy, nói bệnh đái tháo đường là như vậy, vậy thì cái giải pháp của Sibri chúng ta tác động ở đâu và tác động như thế nào, hiệu quả đến đâu, để cho anh chị em trên room của chúng ta sau khi được chia sẻ cái phần lý thuyết và có cái phần gọi là liên hệ với thực tiễn trong cái việc sử dụng sản phẩm, thì chúng ta có đủ các cái kiến thức và các kỹ năng để chúng ta vững tin và chúng ta chia sẻ sản phẩm cho những người bệnh nói chung và người bệnh đái tháo đường nói riêng được tốt hơn, hiệu quả hơn, và làm nhau để giảm thiểu được cái tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường trong cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh đái tháo đường. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trịnh Xuân Tráng đã cho chúng ta nghe về cái vấn đề, tức là các cái bệnh lý về bệnh nhân tiểu đường, mà anh em sẽ thấy rằng là thấy đi rất là kỹ, đúng không? Và một cái phần nữa mà Phương thấy rằng là chúng ta sẽ chốt một cái điều ở đây, đó là khi nói đến tiểu đường, làm cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là gì, bây giờ chúng ta phải dùng từ là vấn nạn, tức là cái số lượng bệnh nhân tiểu đường nó quá đông luôn. Và nếu như bây giờ các buổi sáng mà anh em đến các cái bệnh viện mà như Phương đang làm một cái bệnh viện là đa khoa trung ương, thì cái tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường chúng ta thấy rất là cao, xếp hàng hàng dài như này và đông nghìn nghịt luôn. Và qua đây anh em sẽ thấy rằng là Thủy Tráng vừa nói là cái tỷ lệ cho đến bây giờ với người Việt Nam, và không riêng gì cái thành phố Thái Nguyên của Phương, thì chúng ta thấy rằng là gì, đã gần lên tới trong đất nước của ta đã lên tới 7 triệu người, đã tới 7 triệu người tỷ lệ nhiễm cái tiểu đường. Vậy thì cái tỷ lệ đó nó quá lớn luôn, đúng không nhỉ? Và bây giờ chúng ta thấy rằng là gì, nên chăng con đường của chúng ta đang đi, con đường của Sibri chúng ta đang đi, thì anh em sẽ thấy một cái vấn đề, đó là chúng ta phải quan tâm ngay và luôn, phải quan tâm ngay và luôn. Và nếu như khi chúng ta bước trên các con đường của Sibri thì các anh em thấy rằng là thầy Trang đã nói là nếu như dùng Tây y thì biến chứng nặng nề luôn, đã dùng Tây y là tất cả các cái thuốc khi uống vào giảm đường huyết xuống thì nó lại suy thận, đường huyết giảm xuống tổn thương gan. Và nặng hơn nữa chúng ta thấy rằng là gì, mà đã tổn thương gan, tổn thương thận rồi lại suy thận, lại chạy thận, rồi đã thái đáo thoái đường rồi, bây giờ lại còn suy thận, lại chạy thận nữa, lại uống thuốc vào nó lại nặng hơn nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng là gì, lúc một cái con đường đi vào chúng ta thấy cực kỳ là quan trọng. Vì thế hơn lúc nào hết, hôm nay Phương đứng ở cái góc độ này thì Phương thấy rằng là cái sản phẩm Sibri đã đỡ cho mình, đã ghé vào cho mình. Và cái tiểu đường nó là kẻ thù thầm lặng nhất mà nó giết chết con người mình đến một lúc nào đó đầu không biết. Em khỏe mà, số lượng tiểu đường của em ổn mà, chứ sao tại sao em lại có những cái dấu hiệu như vậy? Thế thì chúng ta mới thấy một cái điều mà Phương thấy rằng là tất cả anh em chúng ta đều nhận thấy. Vậy thì phải phòng trước chứ, đúng không nhỉ? Đến khi em mà bị bệnh rồi, không em còn chờ biến chứng nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng những ai mà thấy rằng là ui em mày nó béo lên, người em lại to hơn, trọng lượng của em cao hơn, thì đấy là cái nguy cơ. Đấy là cái nguy cơ mà chúng ta thấy rằng là Sibri của mình đấy, đúng không nhỉ? Anh em thấy rằng là ngay vào luôn hôm nay em chỉ có một gói trà đơn giản thôi, là gói trà gâu thôi, hay còn mọi người gọi trà tê. Đấy, em đã thanh lọc được ruột rồi. Đấy, em đã cho những cái axit béo mà có hại, gọi là axit béo xấu, đúng không nhỉ, đưa ra rồi. Thì như vậy cơ thể của mình đã tốt hơn rồi, giảm đi, như vậy là chống được cái nguy cơ đó rồi. Thế rồi các anh em thấy rằng nếu như chúng ta là béo mà, thế rồi những người có mà ôi giờ gia đình em, bố em cũng bị, cô em cũng bị, dì em cũng bị, vậy là chúng ta đã có tiền sử của gia đình rồi, thì ngay lúc này Sibri chúng ta đã phải dùng vào rồi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là sản phẩm Sibri
cho chúng ta cái chăm sóc sức khỏe chủ động, hay còn gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để mà nặng rồi, thế còn lại thì chúng ta thấy nghe thầy Tráng thầy nói một cái vấn đề phòng bệnh, anh em thấy rằng là rất là quan trọng. Siri mình làm được, có trong tay luôn. Tiếp nữa là khi đã nói bệnh lý về tiểu đường thì anh em sẽ cùng chốt với Phương và cùng nhớ lại một cái điều, ai đã bị rồi, trong gia đình mình đã có ai bị rồi thì mình nhớ một cái điều rằng là biến chứng đấy, hôm nay Phương cùng với anh em cũng nhớ lại, biến chứng vào toàn bộ cơ thể luôn, tất chỗ nào cũng bị, nhưng mà dầu hai con mắt có hai bàn tay, biến chứng vào mắt này là thôi rồi, màu mù huyền mù rồi, thế là xong. Nếu biến chứng vào tổn thương của thần kinh nữa, đột quỵ nữa, thế là ra đi, thế là bay, tôi vẫn nói là bay. Thế rồi biến chứng một cái bàn chân mà anh em thấy còn sống mà bây giờ lê lết ra, thế rồi là ruồi rồi bâu vào, vì nó chúng ta thấy rằng là nó có vết thương nó không liền, chữa kiểu gì nó cũng không lành được đâu, nó tổn thương vi mạch nó không lành được đâu, mà coi như là dịch cứ chảy tông tọc như vậy, khổ vô cùng. Yêu lắm anh em thấy những người đấy mình thương, và Phương thấy rằng là cho đến bây giờ thì cái con đường của mình đi hạnh phúc vô cùng, đó là mình có các sản phẩm của Siri. Thế rồi tiến nữa là chúng ta quan trọng nữa là phải là khuyên người bệnh nhân của mình, mà chúng ta nói rồi cái chế độ ăn mà bây giờ như thầy Trắng nói là phụ thuộc vào tất cả con cái, nhưng bây giờ con ơi thương bố một chút, có cái sản phẩm này và anh em gửi vào mình là dinh dưỡng, mà dinh dưỡng cao cấp của thế kỷ 21, mà đây là thức ăn tinh nhất mà có 102 trên thế giới này, sung sướng lắm đúng không? Thì các cái sản phẩm nó quá lớn luôn. Thế xong thì cũng cho phép Phương một chút là gì, Phương cùng chia sẻ với anh em, ta lướt lên một tí để rồi dừng nóng trên góc độ và thời gian, thì Phương thực sự là hạnh phúc. Hôm nay là tối thứ bảy, xong có tất cả mọi người vẫn còn ngồi đây, có nghĩa chúng ta yêu cuộc sống, chúng ta yêu cái ngành Siri của mình, và chúng ta vẫn ngồi đây để chúng ta có kiến thức để ra mà chúng ta thực chiến nó sẽ tốt hơn. Và cái vấn đề tiểu đường là cái vấn đề mà chúng ta cũng đang nhức nhối tất cả các bác sĩ của Tây Y, và hôm nay tất cả của chúng ta trong Siri chúng ta cũng vẫn phải trăn trở. Thế thì Phương cũng xin phép cho Phương một tí phút để Phương chia sẻ cái bài tiểu đường cùng với anh em. Rồi Phương xin chia sẻ. Rồi anh em sẽ cùng với Phương đó là gì? Vậy thì một số các cái sản phẩm của Siri trong cái vấn đề tiểu đường chúng ta chăm sóc như nào? Và khi nói đến đây thì trên Zoom thì anh em biết rằng là Phương khi mà bước vào cái môi trường của Siri, thường các cái buổi sáng Phương vẫn là rất là yêu cái Zoom của thủ lĩnh Phan Nguyệt. Phương cũng vào đây và Phương biết anh em nắm bắt rất là vững các cái kiến thức, các cái sản phẩm của Siri. Và hôm nay chúng ta đã nắm bắt được rồi, đã long lanh rồi, cùng với Phương long lanh thêm một chút nữa, đã xịn rồi xịn thêm một chút nữa, để chúng ta nắm thêm một cái sản phẩm của Siri nó có giá trị trong cái vấn đề chăm sóc các cái bệnh lý của tiểu đường. Thì chúng ta thấy rằng là gì, Phương vào đây Phương lướt thấy rồi, anh em thấy rằng là gì, vào đến các cái sản phẩm mà thức ăn tinh của tiểu đường, cho tiểu đường, đó là cái bộ ba thanh lọc, thức ăn tinh luôn mà tác dụng thẳng vào tận tế bào luôn, có hiệu quả luôn. Và anh em thấy rằng là đây là một cái sản phẩm thanh lọc tự nhiên, thanh lọc tự nhiên làm tăng cái sức đề kháng cho những cái trường hợp bệnh nhân đã tiểu đường. Vậy thì nói đến tiểu đường ngay và luôn, anh em đừng có ngại ngần gì, và rất nhiều các cái trường hợp các bạn bảo cô thì bây giờ có dám dùng cái cội bộ ba thanh lọc không, cháu sợ lắm, dùng sợ mẹ cháu lại yếu, ôi cháu dùng cháu lại sợ bố cháu yếu. Thì anh em hôm nay anh em lại cùng với Phương vững vàng hơn, và Phương đã dùng trên những trường hợp bệnh nhân tiểu đường số lượng rất là lớn, và không làm cho bố cháu yếu hơn, không làm cho mẹ cháu yếu hơn, và cháu dùng cái này cháu lại sợ. Cháu đừng sợ nhé. Vậy thì cái sản phẩm của cái bộ ba thanh lọc của mình đó là gì? Bản quyền mà Siri chúng ta thấy rằng là bản quyền đây, thanh lọc năng lượng và cân bằng. Thì cái bộ ba thanh lọc anh em thấy có ý nghĩa vô cùng đúng không? Nó thanh lọc tự nhiên, nó có tăng sức đề kháng cho cơ thể, nó tăng cái hệ miễn dịch mà anh em biết rồi, tăng hệ miễn dịch là tăng sức đề kháng, là có cái sức để chống đỡ lại tất cả các loại vi khuẩn, các loại gì virus, vi khuẩn, độc tố đưa vào cơ thể, là cái nó sẽ làm cho mình là gì, nó là tăng sức miễn dịch lên.
Thế rồi chúng ta thấy rằng nói nôm na, Phương cứ hay nói là đây họ tẩy rửa khử độc, Phương cứ nói là tắm rửa cho cái tế bào của mình nó long lanh hơn. Thế rồi chúng ta thấy nó trung hòa toàn bộ các gốc tự do. Cái sản phẩm này nó hay lắm, nó tới tận cấp độ tế bào, nó trung hòa toàn bộ các cái gốc tự do. Và những cái trường hợp mà ngay cả tất cả những trường hợp nào, những trường hợp ung thư, nó có thể ngăn ngừa được, nó có thể phòng ngừa được, nó đẩy được các cái độc tố mà nó đẩy ở cấp độ tế bào luôn. Thì đấy chúng ta thấy rằng là, và cao hơn nữa cũng vẫn là ở cái cấp độ tế bào. Một cái sản phẩm mà ai cũng yêu quý, ai cũng thương yêu, và đến bây giờ mấy tháng nay rồi chúng ta trên cây không nhìn thấy đề tốc đâu cả. Mà có những mọi người có hỏi có còn không? Không, hết thôi. Nên chúng ta thấy rằng là gì? Nó thanh lọc cấp độ tế bào. Và chúng ta thấy rằng là gì? Nó vào ngoài cái cấp độ mà Phương vừa đề cập, nó mạnh mẽ hơn. Khi mà nó thanh lọc được cấp độ tế bào rồi, nó còn bảo vệ gan, nó còn bảo vệ phổi, nó tăng các cái chuyển hóa ở các enzyme lên. Có khi mà nó hoạt hóa các enzyme thì cái sản phẩm nó có hiệu quả ngay và nó tác dụng, nó đạt được ngay. Đấy. Thế mà thêm một vấn đề nữa là nó tăng cường các cái oxy hóa. Khi nó tăng cường oxy hóa thì nó thấy là nó sẽ chống được các cái gốc tự do. Vậy hay thôi, đúng không nhỉ? Cái đề tốc này đúng là chúng ta lại nói với nhau rằng là có đắt thì sắt ra miếng. Thế mà các cái sản phẩm chúng ta thấy tuần tự luôn, đi vào với tiểu đường song song, không chỉ là tế bào mà chúng ta thấy rằng là thanh lọc hạch bạch huyết. Mà thanh lọc hạch bạch huyết tức là thanh lọc tới thì các cái bạch huyết. Thế mà anh em thấy rằng là đây, một cái gọi là cái dòng lim. Tất cả chúng ta thấy dòng lim, và riêng đối với tiểu đường thì chúng ta dùng cái lim inulin. Cái này thì chúng ta thấy rằng là hay vô cùng, hay còn gọi là ta dùng tổ hợp, nó tổng hợp của tất cả các cái sản phẩm của đông y, gọi là đất trời của Siri vào với trong cái gọt lim này. Thế mà các bạn thấy rằng là gì? Khi uống thì chúng ta đã nắm bắt được rồi, cứ một thìa chúng ta pha và chúng ta uống. Thế mà cái sản phẩm của đối với dòng lim thì nó có tác dụng thấm hút, nó thấm hút. Và khi chúng ta uống xong cái, chúng ta lại uống các cái viên thuốc, các viên sản phẩm vào thì nó thấm hút, có khả năng nó đẩy ra. Chính vì vậy mà người ta muốn nói với mình rằng đó là khi mà dùng dòng lim thì cố gắng làm sao mà chúng ta uống vào buổi sáng, và chúng ta uống xong thì cố gắng nữa, đó là 90 phút sau, hay còn gọi tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng sau, anh em mới nhớ rằng là chúng ta mới uống các cái sản phẩm viên khác. Tránh trường hợp là chúng ta dùng các viên chúng ta uống, tránh trường hợp là uống cùng luôn, thế là nó lại kéo ra, thế chúng ta hơi tiếc đúng không? Nó kéo ra mà nó thấm hút, nó lại đẩy ra, nó kéo ra. Chính người ta khuyên mình, người ta khuyên anh em nhớ, và khi khuyên là nó có hiệu quả. Tiếp nữa là chúng ta thấy rằng là gì, khi mà thanh lọc mà của dòng lim, cái inulin là hay nhất. Xong có những lúc không có inulin, cũng có một cái sản phẩm cũng là dòng lim, cũng có giá trị giúp cho thanh lọc cái hạch bạch huyết. Mà nhất là trong những trường hợp bệnh nhân tiểu đường, chúng ta thanh lọc thì chúng ta thấy là nó có giá trị, mà nó giúp cho mình phòng ngừa được tất cả các cái biến chứng mà như thầy Tráng vừa đề cập. Nó phòng cho mình tới là gì? Tim mạch, nó phòng cho mình tới thận, nó phòng cho mình tới mắt. Tại vì nó lưu lượng mà khi mà đối với trong tiểu đường thì nó lại là bệnh lý rối loạn chuyển hóa, là bệnh lý rối loạn tổn thương vi mạch. Nó tổn thương vi mạch, và anh em thấy rằng là tất cả các cái vi mạch, nhất là trên những trường hợp thần kinh, anh em thấy nó đứt những cái nhánh myelin, nó sẽ làm cho bệnh nhân gì tê buốt đi. Vậy thì chúng ta có những cái sản phẩm này vào, nó sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc, cải thiện cho các cái tổn thương của các cái phần mạch, đúng không? Và cái bạch huyết này thì anh em thấy rằng là gì, vô cùng là hiệu quả luôn. Khi Phương dùng rồi thì Phương mới thấy rằng là đến bây giờ khi thầy Tráng cũng nói, Phương có bố đẻ của Phương, Phương có mẹ đẻ của Phương. Bố đẻ của Phương 90 mùa xuân và bệnh tiểu đường năm nay đã 30 năm, đã tiêm insulin, anh em biết tại sao. Mỗi lần phim tiêm là thương lắm, tại vì là cứ chỗ nào, cứ mặt trong này là cứ những cái phần mỏng là tiêm, đến nỗi mà nó sơ chai hết cả lên. Vì anh em biết không, 30 năm nay là tiểu đường như vậy rồi, thì nó sơ chai như thế. Và mỗi lần tiêm, thì bây giờ hôm nay bố cho con tiêm vào rốn, và mỗi lần tiêm vào rốn bố sợ lắm, thôi cứ tiêm vào đâu cũng được, nhưng trừ rốn cho bố. Thế nhưng khi anh em biết tại sao không? Một năm nay Phương bước vào con đường Siri, và trong một năm nay Phương đã biết dùng sản phẩm cho bố đẻ của Phương rồi. Một năm nay Phương đã dùng các sản phẩm của Siri cho mẹ rồi. Và bây giờ bố không phải tiêm nữa, bố Phương không phải tiêm. Và hỏi đến bố vừa rồi ngày 2 tháng 9 về thăm, bố có thấy hạnh phúc không? Và bố hạnh phúc lắm. Sao cuộc đời mới đến giờ bố mới thấy hạnh phúc đến thế? Tức là bố không phải tiêm, thế là bố hạnh phúc rồi. Còn bố tiêm là bố không hạnh phúc. Có cái sướng gì chăng nữa bố cũng bảo không hạnh phúc. Thế thì anh em thấy một cái sản phẩm mà chúng ta thấy rằng là gì? Giá cả thì phù hợp, đúng không? Hiệu quả thì cho chúng ta cao. Đây là tinh chất cao cấp của Nga gửi về đất nước Việt Nam chúng ta.
và biết ngàn lần xin cảm ơn để bà chủ tịch tập đoàn, ngàn lần xin cảm ơn bác Minh, ngàn lần xin cảm ơn chủ tịch quốc tế Trương Như Cường để cho chúng ta hôm nay bước vào mà chúng ta có cái sản phẩm của Siri để đỡ đần cho những trường hợp của nhân tiểu đường, và người hưởng nhất là những người bố mẹ của mình. Thì hôm nay Phương thực sự là hạnh phúc mà Phương thấy yêu Siri mãnh liệt vì nó có cái hiệu quả, nó có tính vi diệu lớn lao như thế. Tiếp nữa, một cái vấn đề nữa đó là chúng ta thấy rằng là gì, và gần đây không chỉ cái sản phẩm mà như Phương vừa đề cập, không chỉ có bộ ba đâu, không chỉ đề tóc đâu, không phải Inulin đâu, không chỉ có Coolite đâu, và bây giờ chúng ta hẳn có một cái hộp, hay có hộp luôn, gọi là Glucobox, gọi là hộp luôn, và chính là có cái sản phẩm mà dành cho những trường hợp bệnh nhân có cái biểu hiện đường huyết cao. Khi chúng ta dùng vào nó có một cái gói thuận lợi luôn. Anh ơi, mẹ ơi, bố ơi, xách một gói này đi và chúng ta uống, nó rất là tiện lợi, không phải nhặt, không phải quên, không phải các cụ mà khó thế con ơi. Ngày nào cũng nhặt cái viên sáng, viên trưa, viên tối, viên màu xanh, viên gì đấy. Ôi trời, con làm thế mẹ quên, bố quên đi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là gì? Tiện lợi, thuận lợi cho chúng ta dùng và nó có một cái hiệu quả. Và khi dùng vào thì chúng ta thấy rằng là gì? Nó cân bằng luôn các cái tình trạng rối loạn chuyển hóa của đường luôn. Nó hấp dẫn toàn, nó hấp thụ tất cả toàn bộ những cái mỡ thừa nó đẩy ra. Thế rồi nó giảm các cái cảm giác mà thèm ăn những cái tinh bột. Tại vì nó chuyển hóa đường kém mà, nó làm giảm cảm giác luôn. Nó cải thiện luôn cho cái chức năng của tụy luôn. Như nãy thầy Tráng vừa nói là cái tụy nó bị tổn thương rồi, các tế bào beta, các cái tiểu đảo, các cái thằng nó tổn thương rồi, thì khi có cái thằng này vào cải thiện lên, phục hồi hơn những cái tế bào tổn thương, nó cho cái tế bào đó cải thiện. Em yếu ngọng ngọng này thì giờ cho cong cong thẳng thẳng lên, em vươn vươn lên, thế rồi em có cái chức năng và em làm cho gì, cái tuyến tụy của em tiết ra những cái chất làm cho nó cải thiện được cái gì, nó tham gia cái chuyển hóa đường tốt hơn. Vậy thì chúng ta thấy nó rất là thuận lợi, và chúng ta thấy rằng là nó hỗ trợ. Khi chúng ta dùng cái này vào, nó cũng hỗ trợ cả những trường hợp bệnh nhân cân nặng. Ôi không biết là sao, bác cho em dùng cái gói tiểu đường này, hồi này cân của em này thì xịn hơn. Bác thấy cái bụng của em nó phệ phệ ra, thì bây giờ nó lại eo eo lại, nó gọn lại. Đấy thì cái hiệu quả mà chúng ta thấy rằng là cái Glucobox này, nó tham gia trong chuyển hóa đường và nó có những cái tác dụng mà chúng ta thấy rằng là nó vi diệu với cơ thể của những người mà đang bị tiểu đường. Đúng không? Nó phòng ngừa cho chúng ta các biến chứng. Thế rồi tiếp nữa, một cái vấn đề nữa mà chúng ta thấy, đó là vậy thì một cái sản phẩm mà anh em sẽ nhìn thấy bộ cái này khi mà em tập cái thể thao ấy, em thấy nó cũng được đấy, cái này em cũng được đấy, cái này là cái gì vậy? Chính là cái sản phẩm mà Phương cứ đọc này, của Clom hay còn gọi là anh em cứ đọc cho Phương một cái Lipaza, đọc cho nó dễ, giúp cho kiểm soát soát luôn cảm giác mà thèm ăn khi anh em cho uống hai viên uống trợ cùng với bữa ăn. Thế nên lên bữa chiều cảm giác là nó rất là dễ chịu, không thấy thèm cơm mấy đâu, chỉ ăn một lưng là dễ chịu. Thế và hai nữa là những trường hợp mà thầy Trắng nói là cái cảm giác, những trường hợp bệnh nhân tiểu đường hay cảm giác đói thèm thì anh em cho uống cái này vào thì chúng ta thấy rằng là gì, nó giúp cho cái cảm giác thèm ăn nó sẽ giảm đi. Từ ngày xưa bố đẻ của Phương ấy chưa được uống là ông ở đến giờ ăn mà chưa có ăn là lông mày cụp, lông mi cụp xòe luôn, mà sao lâu thế con, sao nấu cái gì nữa đi, còn cái món gì thì cứ đơn giản đi con ạ. Nhưng mà kỳ thực là Phương biết rằng là cụ đói quá, con ơi đơn giản thôi chứ cũng không nhắc gì, nhưng mà ông dùng từ là đơn giản thôi có nghĩa là Phương biết cụ đói rồi. Nhưng bây giờ Phương cho dùng cái Lipaza thì nhẹ nhàng tung tăng tới đến chiều đấy, chưa gọi bán cơm cứ đi ngoài vườn bình thường không có cảm giác đó, và chúng ta thấy rằng là giúp kiểm soát cảm giác cái thèm ăn, mà cảm giúp cho nữa là không thích ăn nhiều cơm, ngày xưa thèm lắm, có những lúc phải nói thật với anh em là đây hôm nay dùng từ là phải ăn trộm ăn vụng, ăn thêm một chút rồi ăn trước một tí để ăn thêm, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta cho uống cái này rồi yên tâm, và cái điều chỉnh đường huyết rất là tốt. Và một cái vấn đề nữa, sản phẩm không chỉ là chúng ta thấy nhẹ nhàng luôn, một cái giá cả vô cùng là hơn 100.000, một cái gói trà có đầy đủ các thành phần điều chỉnh cái lượng đường trong cơ thể, chúng ta gọi là cái trà số 9 hay còn gọi là trà tiểu đường, chúng ta gọi trà tiểu đường, thế là cứ nhặt cái gói đi. Vậy cái gói trà này chúng ta thấy rằng là uống rất là dễ, đúng không? Thế phải cho những trường hợp mà cái điều kiện, có những trường hợp mà bác ơi, cô ơi, cô xem nào cho tôi cái gói trà, tôi uống tôi thấy dễ chịu, tôi cảm giác nó thoải mái. Đấy thì chúng ta thấy rằng là cái trà tiểu đường là một cách pha thì đơn giản thôi, đúng không? Anh em cho nước sôi và anh em hãm, thế là 15 phút trà thôi ra, thế là chúng ta uống cùng với bữa ăn cơm nhẹ nhàng luôn. Thế và chúng ta thấy rằng là đầy đủ các cái sản phẩm rồi, nhưng không thể thiếu được. Và khi nói đến Siri, gần như là chúng ta thấy ai ai trong bất cả các cái bệnh lý nào
chúng ta không thấy có cái sản phẩm này. Trước thì gọi là Novomin, trước nữa thì chúng ta thấy rằng là gì, vào đến Việt Nam có những lúc các bạn bảo ô thế sao em thấy ở cái sản phẩm gì mà họ mang về tiền chẳng biết họ bán nào mà em thấy nó rẻ thế. Cái Novomin bảo cái đấy là mua từ Nga đấy, hàng sách tay ví dụ thế, về thì coi như là giá cả nó đảo điên lên. Nhưng bây giờ anh em thấy là về đến Việt Nam, các sản phẩm mà anh em thấy rằng là dành riêng cho Việt Nam của chúng ta, chính là chúng ta thấy rằng là giờ không còn Novomin nữa. Và có cái pho 4 này, thì với bản thân cái pho 4 này thì chúng ta thấy rằng là vô cùng là hữu hiệu luôn. Và không phải là chỉ mỗi tiểu đường đâu, tất cả anh em trong Zoom chắc là Phương nghĩ rằng là với cái số lượng mà hôm nay full 300 người ở Zoom của thủ lĩnh Phan Nguyệt thì anh em đều ai ai cũng nắm được và tất cả các cái bệnh lý. Nhưng riêng đối với trong những trường hợp mà chúng ta dùng pho 4 trên những trường hợp của nhân tiểu đường thì một cái tác dụng quan trọng nhất đó là nó tái tạo được các cái tế bào, mà nó phục hồi được cái tế bào của gì, của anh, của tuyến tụy, đúng không, làm cho cái phục hồi. Nếu mà chúng ta đã phục hồi được thì nó sẽ cải thiện được và nó điều tiết được insulin thì nó sẽ làm cho đường huyết nó sẽ gì, sẽ tốt hơn lên. Thế rồi ngoài ra chúng ta thấy rằng là khi dùng cái sản phẩm này vào, nó sẽ làm tăng cái sức miễn dịch của cơ thể lên. Thế rồi nó làm tăng cái nó là cân bằng, nó làm trẻ hóa tế bào thì nó sẽ phục hồi được gì, các cái chức năng khác của cơ thể. Tiếp nữa là gì, nó làm lành các cái vết thương đấy. Thế thì anh em thấy nếu như trong trường hợp bệnh nhân nó có biến chứng rồi thì ngay và luôn anh em thấy cho dùng cái này liều cao hơn thì nó sẽ tái tạo vết thương liền hơn. Còn nếu không, chúng ta thấy không có sản phẩm này, tây y cho vào ngay chỉ là dùng một số các cái vitamin thôi, thế rồi ngày rửa cứ càng rửa đến đâu thì lại chảy đến đấy, rửa đến đâu lại nhiễm trùng đến đấy. Nhưng khi chúng ta dùng cái này vào, vết thương tự nhiên khô, người tự nhiên khỏe hơn, con người thấy thoải mái hơn và chúng ta thấy sức cái khả năng miễn dịch nó sẽ gì, tốt hơn, hỗ trợ cho gan. Rồi trong những trường hợp mà các cái bệnh lý, các cái vấn đề ví dụ như là gì, ngộ độc, ví dụ trong những trường hợp tổn thương ở gan mà anh em thấy rằng là gì, nhất là Phương vẫn nói vui với anh em trên Zoom ấy, từ ngày có siêu gì thỉnh thoảng có uống tí rượu và có mola 4 rồi, thế là chúng ta thấy nó trung hòa và người trở về mo, tức là về không luôn đấy, nó hiệu quả như vậy. Những các cái sản phẩm mà giá thả thì anh em thấy rằng là trên cây là 415, mình lại được chiết khấu 25% trước thuế, thì cái lọ này chỉ hơn 300 thôi mà nó giá trị hiệu quả đến như thế anh em ạ. Thì chính vì vậy mà ai cũng yêu, đúng không nhỉ? Sản phẩm Sibri thì giờ chúng ta yêu Sibri rất nhiều. Thế và chúng ta thấy rằng là gì, ngoài ra các cái sản phẩm cũng trực tiếp cũng đánh thẳng vào với cái vấn đề tiểu đường, nhưng nó nâng đỡ cơ thể ta, nó nâng đỡ, nó làm cho cái sức đề kháng của cơ thể của chúng ta tốt lên. Khi nó tốt hơn rồi thì chúng ta thấy rằng là gì, các cái bệnh lý của vấn đề tiểu đường nó được cải thiện mà anh em vừa đề cập thôi. Thì Tráng nói là à, ôi chết rồi, trong những trường hợp bệnh nhân bị tiểu đường thì nào là tổn thương về tim mạch, nào là tổn thương thận, nào là tổn thương biến chứng mắt, đúng không, biến chứng tới mắt, đến bàn chân, đến thần kinh vân vân, thì ngay và lập tức anh em thấy rằng là chúng ta dùng ngay cái healthy này, vô cùng, nghe từ healthy trong tiếng Anh nó đã nâng cái sức khỏe mình lên rồi. Cái này nó có giá trị nâng được sức khỏe mình lên, và coi như khi dùng sản phẩm này là người khỏe, người trở lên là gì, có cái sức lực hơn, hay nói khác là năng lượng mạnh mẽ hơn. Đấy thì healthy, vậy sao nó lại cho mình khỏe như vậy? Có thấy là gì, nằm trong cái hộp thuốc này, nằm trong cái lọ healthy này, có những cái viên, một viên thôi, nó chứa tới 20 các vitamin, nó chứa tới 9 cái khoáng chất, nó có gồm có 6 cái loại thảo dược nằm trong cái lọ này, nên nó giá trị như thế. Thế rồi thì anh em thấy rằng là không phải đâu, không chỉ gói healthy đâu, thế rồi chúng ta có những cái gói dinh dưỡng dành cho riêng bệnh nhân tiểu đường, điều chỉnh được cái đường huyết cho bệnh nhân. Thế và cứ cái dòng này mà chúng ta thấy rằng là trọng lượng, cân nặng cũng điều chỉnh được. Ai, người em này gọn hơn, người em thon hơn, em ăn uống em thấy nó dễ chịu hơn, thế rồi em không thèm cơm nữa, thế rồi cái đường huyết của em nó ổn định. Đấy là những cái gói mà chúng ta thấy rằng là gói dinh dưỡng, cái điều chỉnh cân nặng cho những trường hợp bệnh nhân tiểu đường. Thế và chúng ta thấy rằng là một cái bộ mà chúng ta cứ đếm luôn, em thấy đấy, sản phẩm của tiểu đường em cứ nhặt. Thế và chúng ta thấy rằng là à, ngay lập tức em dùng cho tiểu đường là inulin, dùng cho tiểu đường là lipasa, dùng cho tiểu đường là những cái gói ăn dinh dưỡng, dùng cho tiểu đường là những gói gì, gói trà. Thế và có người lúc cô bóc nhẹ nhàng như này thôi. Thế còn nếu như nhà em có điều kiện, em không có gì hơn cái điều kiện, thế thì chúng ta dùng tăng hơn lên. Đấy, chúng ta có healthy chúng ta cho vào, chúng ta cho pho 4 chúng ta cho vào, chúng ta cho xin gan vào. Và nếu như có điều kiện nữa, tăng hơn nữa, em bắt đầu em cho vào nữa. Đó là gì? Phải là thanh lọc, mà nhà em được có điều kiện mà, không có gì hơn ngoài điều kiện. Em dùng đề tốc,
nhẹ nhàng. Chúng ta là những người mà đón nhận những cái biểu hiện, những cái cải thiện sức khỏe của những cái bệnh nhân của mình. Thế thì anh em thấy là hạnh phúc chứ, đúng không? Thế và chúng ta thấy rằng là hôm nay khi mà Phương được đề cập với tất cả mọi người về các cái sản phẩm của Sivri thì thấy rằng là rất là yêu các cái sản phẩm. Và các cái sản phẩm này thì chúng ta thấy rằng là gì? Tùy theo những, Phương dùng từ là tùy theo từng trường hợp của các cái bệnh nhân, tùy theo từng trường hợp của những cái khách hàng thân thiện của mình, tùy theo những người thân của mình mà chúng ta nhặt các cái sản phẩm sao cho phù hợp. Mình có thể những trường hợp chúng ta chỉ nhặt nhẹ nhàng là một gói trà, tiếp nữa một cái hộp Inulin, nhẹ nhàng nữa là chúng ta dùng hộp Vivaza, nhẹ tí nữa là chúng ta thấy rằng là chúng ta dùng thêm gì cho bốn, nhẹ tí nữa ta lại tặng lượt lại cứ nhẹ mỗi một lần nhẹ ra là ta có một cái gánh như này. Thì ở trong những trường hợp của nhân tiểu đường sẽ có cải thiện hơn. Và cái hạnh phúc hơn nữa đó là mình phải chẳng nói là cứ có cái biến chứng gì mà trong Sivri mình nhặt được, nói đến mắt cái là nếu như có thể có điều kiện chúng ta lại gọi dùng luôn cái hộp Vision Box luôn, tại vì nó chắc chắn con đường của nó đi phải là biến chứng vào mắt. Nếu như trong trường hợp tìm chúng ta dùng luôn cái hộp Vision Box luôn, em sợ là những trường hợp này nó liên quan đến thần kinh đấy, các anh em lại dùng đấy thì cái omega 3 để coi như là bổ tim mắt não ví dụ thế. Thì chúng ta thấy rằng là các cái sản phẩm series cái gì cũng có. Và cho đến bây giờ hôm nay Phương cũng nhìn thấy trên Zoom có rất nhiều các bác sĩ có đôi khi đau đầu lắm, nghĩ lắm, chẳng biết dùng cái gì cho được, tại vì có cái gì mà kê đâu. Nhưng với sản phẩm Sivri ta không phải nghĩ một cái điều gì cả, chỉ trong chớp thôi, ta nghĩ chỉ nghe bên kia thôi. Và chúng ta nghe nhạc hiệu, ta đoán chương trình, ta nhìn cái người khách hàng của mình tươi vui hơn, phấn khởi hơn, đón nhận hơn. Thì mình bảo em ơi, theo ý chị nhé, nên chăng này chỉ có những cái sản phẩm này mà nó có hiệu quả như thế này, nó có như thế này, em có đón nhận không? Và nếu em đón nhận thì chị cứ nhẹ nhàng chị nhặt cho em nhé, chị combo cho em và em cùng với chị cùng dùng nhé. Ví dụ như vậy. Thế thì cũng chia sẻ với anh em và cũng thấy rằng là Phương hạnh phúc hơn bao giờ hết khi hôm nay trong phần chia sẻ của thầy Tráng nói đầy đủ tất cả về các cái bệnh lý, về nguyên nhân, về bệnh, về vấn đề các cái biến chứng và chúng ta cần phải phòng như nào. Và các cái sản phẩm Sivri lúc này đã có mặt ở trong cuộc đời của chúng ta, có mặt trong cộng đồng của chúng ta, và chính là cái chúng ta thấy rằng là xu thế của thế kỷ 21, đây là thức ăn tinh khiết nhất và thức ăn chọn lọc nhất. Và nhất là trong trường hợp bệnh nhân tiểu đường, thầy Tráng cứ nói những cái gì đấy nhiều lắm. Nhà cháu mà nếu có điều kiện mà thầy cứ bảo ăn bữa một bữa hai bữa ba cháu khó lắm, nhưng mà giờ cháu có Sivri rồi, cháu cứ thế là cháu nhặt thôi. Và hôm nay một viên, hai viên, ba viên, u ơi u uống cái này buổi sáng, u ơi uống cái này buổi chiều, thế là xong việc, thế là xong. Đấy, ví dụ cái con viên này tao nói mày nha, mày đừng giết người. Hôm nay cháu để chia sẻ về sản phẩm và tất cả mọi người cũng đã hiểu rồi, thì mọi người cùng với Phương hiểu thêm một chút nữa, long lanh rồi thì long lanh thêm một chút nữa. Và thời gian bây giờ cũng còn khoảng độ 20 phút nữa. Vậy thì Phương cũng sẽ muốn tương tác với anh em ở trên Zoom và chúng ta cũng cho một như là cái nhận xét về phần chia sẻ của bác sĩ tiến sĩ Tráng, phần chia sẻ của bác sĩ Phương, hoặc là anh em có thể có những cái vấn đề gì đấy anh em sẽ cùng chia sẻ trên Zoom với mình, để hôm nay một buổi tối thứ bảy chúng ta đón nhận tình cảm của nhau và chúng ta nhận cái những cái gọi là các cái kiến thức về cuộc sống, về thực chiến chúng ta đã trên con đường của đi vào Sivri. Vậy thì Phương đã nhìn thấy trên Zoom có một cánh tay vàng vàng, đó là bác sĩ Hoàng Anh Tuấn. Dạ Phương xin mời anh ạ. Dạ. Nga mở mic cho anh Tuấn hộ Phương. À đúng rồi, anh mở được rồi đấy. Rồi xin cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi mời anh ạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phương cho phép được chia sẻ. Tôi thực sự là vô cùng biết ơn giáo sư Tráng và thạc sĩ Phương, bởi vì cái bài hôm nay nó vô cùng đặc biệt, nó đặc biệt là tất cả nhà có hình dung đúng không ạ? Tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đấy, cả nhà thấy giáo sư Tráng đưa ra một loạt các cái biến chứng, thế thì có phải là chúng ta giống như là một cái xe máy nó bị mục hết rồi, mục hết cả xương, cả gầm, cả máy, cả vành, cả bánh rồi bắt đầu đi chữa? Thế thì bệnh viện là nơi chữa cái đó. Thế còn chúng ta là phòng bệnh, chúng ta là xử lý cho cái xe máy nó không bị hỏng. Đấy, cái Sivri của chúng ta nó vô cùng tuyệt vời ở chỗ đó. Mà hôm nay thì chính vì những cái bài đào tạo của giáo sư Tráng mà Tuấn, tất cả các slide Tuấn đều chụp và lưu lại màn hình hết. Chụp màn hình và lưu lại hết. Và hôm nay là
khi mà đã nhận được một cái poster về bài đào tạo của giáo sư Trắng và thạc sĩ Phương thì Tuấn không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Bởi vì Tuấn lại được ôn lại, được học lại cái kiến thức về y khoa. Thực tế các tư vấn viên của chúng ta những kiến thức này nó quá sâu. Đây là nó cả một cái chương trình của y tế rất là lớn. Thế nhưng mà cái bài học rút ra ở đây là gì? Chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thánh nhân không trị bệnh đã rồi, mà thánh nhân là trị bệnh chưa tới. Đói mới ăn, khát mới uống, bệnh mới đi chữa thì đều là quá muộn. Nên là chúng ta, series của chúng ta là một cái giải pháp phòng bệnh chủ động, tức là giúp cho cơ thể của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Đó, thế đó, và sau đó thì cái tác dụng của cái sản phẩm của chúng ta là dùng cho 100% thị trường. Người bệnh cũng dùng được, người khỏe cũng dùng được. Thế mà cái tỷ lệ những người, cái quá trình diễn tiến của bệnh tật thì bao giờ giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khỏe nó chỉ có 5% thôi. Đó. Thế còn cái giai đoạn kém thích nghi do ủ bệnh là chiếm tới 80%, còn những giai đoạn bị bệnh là chiếm tới 15%. Thế vậy thì tất cả các cái giai đoạn bị bệnh chúng ta đều dùng được. Nhưng mà hôm nay là giáo sư Trắng mới phân tích cho chúng ta thấy rằng là đấy, bệnh đã khi mà để cơ thể nó bị bệnh rồi á, thì chữa nó vô cùng nan y. Bây giờ tất cả chúng ta, cái bài đào tạo của giáo sư Yuri Chep là gì? 30 tuổi thì chúng ta đã dùng glucobox rồi. Thế bây giờ thì tất cả chúng ta ở đây mua glucobox về dùng, mua tất cả các sản phẩm của Simri dùng hàng ngày, dùng như cơm ăn nước uống hàng ngày để phòng bệnh mà. Chứ đâu chúng ta chữa là chữa cái nguyên nhân gây bệnh, chứ chúng ta không đi chữa cái bệnh. Nhưng mà kể cả có bệnh rồi, chúng ta kết hợp với cả bác sĩ, kết hợp với cả điều trị của Tây y, chứ chúng ta đừng có tôi là một ngân hàng bệnh, tôi đi chữa khắp mọi nơi tôi không khỏi, tôi về tôi uống Simri là khỏi tất. Cái điều đó nó rất phản cảm. Đây là chúng ta đông tây y kết hợp, chúng ta dùng cả đông y và cả tây y, đó, kết hợp cả. Bởi vì bây giờ bác sĩ có giỏi không ạ? Bác sĩ vô cùng giỏi, đã lối được tạng rồi. Khoa học có tiến bộ không ạ? Khoa học vô cùng là hiện đại, nhìn thấu cả nhiễm sắc thể cơ mà, nhìn thấu cả được ADN cơ mà. Đó, thế rồi bệnh viện thì mọc lên rất nhiều, những bệnh tại sao lại nhiều thế? Đúng không ạ? Thế thì đây nó là một cái vấn nạn của thế kỷ 21, tức là khoa học công nghiệp càng phát triển thì nó đi với ô nhiễm môi trường, và chúng ta độc tố, nhiễm độc tố thì đương nhiên cái cơ thể con người ta là một cơ thể sinh học, bị nhiễm độc cái liền bị bệnh ngay. Thế thì chúng ta mới có thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Cái cấu trúc nhỏ nhất của cơ thể, cái đơn vị nhỏ nhất của chúng ta là đơn vị tế bào, đúng không ạ? Thế bây giờ cơ thể nó bị tổn thương về mặt cấu trúc, rối loạn chức năng và mất cân bằng nội môi là gây bệnh. Đó, thế thì CBD chúng ta đi vào là làm 5 cái chức năng của CBD. Cái đầu tiên là đào thải độc tố ở cấp độ tế bào, trung hòa gốc tự do, đúng không ạ? Hai là bổ sung vitamin và khoáng chất, các hoạt chất sinh học. Thứ ba là trẻ hóa tế bào. Thứ tư là trung hòa cái gốc tự do. Thứ năm là cân bằng nhịp sinh học, hay là cân bằng nội môi. Tại sao đông y có một cái gọi là cân bằng âm dương ấy? Thì cả nhà nhớ rằng trong tế bào mang điện âm và ngoài tế bào mang điện dương cũng đều phải cân bằng. Hay là nói về cái cấu trúc của cái melanin ấy, cái cấu trúc của melanin là nó làm tăng cái tốc độ vận chuyển của, tăng cái độ truyền tin. Bởi vì nếu nó cứ truyền từ từ thì nó lâu, nó chậm, mà nó phải tăng cái độ truyền tin. Chúng ta bấu chân cái là trên đầu ta biết luôn. Vô cùng biết ơn và cảm ơn giáo sư Tráng và thạc sĩ Phương đã cho phép tôi chia sẻ. Xin cảm ơn cả nhà nghe. Trên Zoom môn chúng em cũng rất là phấn khởi, và hôm nay trong buổi Zoom lại có cái sự đóng góp của anh Tuấn. Và một phần lần nữa ta nhấn thêm cái hiệu quả của sản phẩm của Simri. Hơn lúc nào hết chúng ta thấy rằng là luôn có đều bị bệnh mà ta chữa, chăm sóc chủ động luôn và cải thiện sớm hơn luôn. Và ai cũng muốn rằng là đừng bao giờ thiếu tiền, nhưng cũng đừng bao giờ mà chúng ta thấy rằng là bỏ quên cái bệnh đi. Và cái bệnh thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái giường đắt nhất trên thế giới, cái giường đắt nhất của chúng ta vẫn là cái giường bệnh. Không có cái giường nào đắt bằng cái giường đấy. Vậy thì đừng có để mà chúng ta phải lên cái giường bệnh nữa. Vậy thì hơn lúc nào hết sản phẩm của Simri nhẹ nhàng, đúng không nhỉ? Một tháng anh em chỉ có mỗi cái trong tâm của ta, trong lòng của chúng ta biết là muốn chăm sóc, thì chỉ cần có 500 ngàn thôi chúng ta cũng đã chăm sóc chủ động được rồi. Thêm cái tiền nữa ta có thể 1 triệu nữa, mỗi tháng 1 triệu, nhẹ nhàng luôn, đúng không? Nên chính vì vậy mà anh em nhớ cho Phương một cái điều rằng là đừng có bảo ôi em vẫn còn khỏe, em thì bình thường, tại sao em lại phải uống? Thì chúng ta thấy rằng là thức ăn tinh mà, thức ăn dinh dưỡng. Và trên Phương đã nhìn thấy anh Tuấn trên Zoom, anh đã thấy rằng là gì, lúc nào trong nhà cũng có glucobox, lúc nào cũng có gì full box, tức là anh đã điều chỉnh được đường trong cơ thể, ăn uống điều chỉnh, thế rồi là lúc nào cũng bổ cho trái tim, đúng không?
tim mà đúng không nhỉ, tận đáy lòng mà trái tim này là long lanh cành đào mà anh đã lúc nào mà anh dưỡng cho tim, và tim đã tốt rồi thì chúng ta thấy bơm đẩy đi máu bắt đầu dồi dào hơn, và những giọt máu li ti trở về tim vĩ đại, và cái tim của anh nó sẽ thấy rằng là chúng ta chăm sóc tốt, nó sẽ cải thiện cho chúng ta có cái sức khỏe đó gì, nó sẽ là gì vi diệu đúng không. Vậy thì vẫn còn một ít phút nữa, Phương xin một cái chia sẻ nữa, và Phương thấy trên màn hình một bàn tay vàng đã giơ lên, chính là Đại Thị Lan Hương. Vậy xin mời bạn Đại Thị Lan Hương ạ, chia sẻ. Rồi. Chắc là chúng ta sẽ còn một cái bàn tay nữa thôi, thì xin bạn Hương ạ, mời bạn chia sẻ. Và ai có chia sẻ thì chúng ta sẽ Phương xin một bàn tay nữa, và chúng ta sẽ kết thúc cái buổi Zoom của buổi tối hôm nay. Mời bạn ạ, mời chị ạ. Chị Hương có bật được mic không ạ? Đã bật được bình thường đấy ạ. Chị Hương bật đi ạ. Mời chị Hương ạ. Xong bật được rồi. À được rồi, bật được rồi. Vâng, xin mời chị ạ. Vâng. Chị Hương tập phụ lĩnh cho bác sĩ Phương cho em hỏi, em có một người bạn bị nhiễm trùng đường ruột và tim hay đập mạnh, bác tư vấn cho em dùng đã. Ôi, vậy bạn đặt ở đây bạn thì là muốn hỏi đúng không nhỉ, nhiễm trùng đường ruột à, thế làm sao mà đâu chị lại biết được cái gói thế nhỉ, biết được cái nhiễm trùng đường ruột đấy rồi nhiễm gì thì... bạn cũng đến hỏi thăm mà để mua trà vô go bác sĩ rồi xong em cái đó thì em nói hỏi em có bị bệnh gì không, em bạn nó nói là em bị nhiễm trùng đường ruột và tim hay đập mạnh nên biểu nếu vậy thì em không nên uống cái đó được, nên để chị hỏi ý kiến bác sĩ xem sao, để bác sĩ tư vấn cho. Tức là bạn tự nghĩ ra là mình bị nhiễm trùng đường ruột, thì bây giờ thì hỏi là nếu mà cái nhiễm trùng đường ruột là nó có nhiều vấn đề đấy nha em nhé. Cái nhiễm trùng này thì còn lại thì chắc là bạn ấy cũng thấy thỉnh thoảng là có thể đau bụng, có thể phân thì lúc lỏng lúc táo đúng không, có thể đi ngoài nó không đều, thế rồi là gì có những lúc thì táo tơi bời khói lửa, có lúc thì đi lỏng thôi, nhưng là cũng lại tơi bời khói lửa, ăn một chút là nó thay đổi, ví dụ như là ăn nhiều rau quá cũng bị, ăn nhiều cá quá cũng bị, ăn nhiều đồ tay quá cũng bị, ăn mỡ bị quá, tức là nó bị thay đổi đi, và cái đấy là một cái dấu hiệu có thể, đây Phương nhận định thôi, Phương đoán rồi nghe chương nhạc hiệu, Phương đoán chương trình, đấy là một cái tình trạng của cái viêm đại tràng mãn, đấy cái đấy là còn một cái dấu hiệu. Thì thường là Phương cũng gặp có một số các cái chị mà hôm trước là ngày Phương còn đi làm vào, có một chị cũng thôi thì thời gian còn anh em cho Phương xin thêm mấy phút, tức là Phương vào Phương khám xong đấy Phương hỏi chị là thế sao mấy hôm nay Phương thấy rằng là không thấy ai vào thăm bạn, Phương khám bệnh mấy ngày hôm nay Phương thấy ai cũng thăm mà nhìn xinh lắm, trông rất là xinh, thế và tự nhiên Phương hỏi như thế thì nước mắt lã chã rơi như hạt lạc, và bạn ấy nói với Phương một cái điều rằng là chị ơi em từ lâu rồi em bị bệnh cái viêm đại tràng mãn, cứ táo luôn xong lại táo xong thì uống các kiểu thì nó lại lỏng, nó lại đi lỏng có thể hàng bao nhiêu ngày, cho nên bây giờ em chỉ ăn một chút thịt băm thôi mà rang thật khô vàng, chứ còn em ăn cái gì khác là em cũng sẽ bị, rau thì em chỉ dám luộc thôi em không làm một thứ gì cả. Chính vì vậy mà em nghĩ là cái chế độ ăn của em nó quá kiêng kỵ, kiêng hơn cả cái người phụ nữ mà đi đẻ, người phụ nữ đẻ, cho nên em không dám lấy chồng. Rất nhiều người tìm hiểu em, rất nhiều người yêu em, rất nhiều người theo đuổi em nhưng em không lấy. Đấy thì anh em thấy một cái vấn đề mà hôm nay chị Hương Chí vừa nói là bạn của chị bị nhiễm trùng đường ruột. Thì nhiễm trùng đường ruột mà còn nếu mà đi vào nặng nữa là nó có thể nhiễm trùng máu. Nhưng người ta không nói thế mà người ta thấy rằng là cái đây chắc là một cái viêm đại tràng mãn, tức là nó thường nó hay bị rối loạn trong quá trình đại tiện đúng không? Tiếp nữa là có một cái nhịp tim nhanh, thì cái này sản phẩm CBD của mình ấy thì chị đã dùng được rồi. Trước hết là chị dùng cho cái trà gâu gâu, thì bây giờ cái mũi nhọn và trà gâu gâu là một cái gói trà nó gần như cái thang thuốc của mình đấy, nó có đầy đủ các cái vị hết mà nó là tinh chất luôn, cho nên khi bạn dùng vào nó có cái hiệu quả, nó sẽ thanh lọc ruột cho bạn những cái yếu tố mà nó có lợi ấy. Nên nếu như mà các bạn đi ngoài mà uống mà nó chảy như là ta uống cái trà gâu gâu thì có khi chúng ta ngộ bị tụt huyết áp, nhưng mà cái thằng này nó hay lắm, nó thanh lọc, mà nó thanh lọc có nghĩa là nó chỉ đẩy những cái độc tố ra thôi, còn những yếu tố vi lượng có giá trị nó giữ lại. Nó cho nên nó giống như cái màng lọc ấy, còn nó sàng lọc cũng giống như kiểu Phương anh tớn học bạn Nga, cũng có các bạn này sinh sinh em thích người sinh thôi, em giữ hết tất cả những người sinh lại, nhưng ai mà xung xấu là em lại cho xếp ra ở lại một cái đồ khác, ví dụ như vậy. Thì khi mà chúng ta thấy cái gói trà này nó cũng tinh tế như vậy, cũng nhìn thấy các bạn sinh sinh là nó sẽ giữ lại, còn tất cả các bạn xấu mà các bạn mà có cái gì nguy cơ cao là nó đưa các bạn ra, đó là mỡ xấu, mỡ thừa, độc tố, những cái vấn đề gì các cái kim loại xấu tao đưa ra. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là đi tơi bời khói lửa chả thấy mệt gì cả, nhưng nếu mà mình bị rối loạn tiêu hóa mà mình không uống cái gì cả mà tự nhiên rối loạn
thì thôi rồi, mất muối, mất nước, mất kali, mất natri, mất hết các yếu tố vi lượng, và lúc này thì lông mày cụt, lông mi xòe, không có làm gì được đâu mà mệt lắm. Chắc là em phải đi truyền dịch thôi, chứ chắc em chết, thì vì em bị đi ngoài rồi. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta dùng gâu gâu thì cứ đi thoải mái 7 lần, 8 lần, 9 lần, đó là bình thường, đúng không? Đấy thì đấy, chúng ta thấy yêu sản phẩm của Siri nó như thế, đúng không nhỉ? Nó vĩ đại, không phải dùng từ, nó vĩ đại luôn thật đấy. Và mình dùng hay nữa là nó vi diệu. Thế mà hôm nay chị Hương nói thì trong trường hợp nhịp tim nhanh thì bạn xem có thể có từng giao cảm, với tinh thần của bạn ấy có thể bất ổn, bạn có những cái sang chấn tâm lý gì đấy thì mình cũng xem lại. Còn các cái sản phẩm của Siri thì trước hết là bạn dùng các cái thứ mà hỗ trợ cho tim trước, để cho nó điều hòa cái trong tim nó có một cái hệ thống thần kinh riêng, nó gọi là cái hệ thống có nút xoang chỉ định trong cái nhịp đấy, thì được cái này nó hơi chuyên sâu. Nhưng mà chị có dùng cho phương Healthy này, chị có thể dùng cho phương Simba này, chị có thể dùng cho phương Cool Box này, chị có thể dùng thêm canxi cho phương này, chị có thể dùng pho 4, ví dụ như vậy. Đấy là những cái sản phẩm mà nó tập trung vào tim thì chắc là những cái trường hợp này tốt. Thế còn nếu nữa thì chị có thể thấy rằng là ta đọc kỹ và lên gọi là cái gì nhỉ, cái người dẫn đầu của chị, họ sẽ nắm bắt được cái này, họ sẽ combo sản phẩm với chị. Thế còn theo ý Phương thì cứ nhập thẳng vào tim mà ta đánh. Nếu như vấn đề được có tim, ngoài những cái vấn đề là gì, thanh lọc năng lượng và cân bằng, thì chúng ta đi vào cái tim, cái đường đưa vào tim. Thế là ta đưa những nhà sản phẩm nào mà có vào tim, để Healthy vào tim, Pull Box vào tim, canxi cái chuyển hóa vào tim, tiếp nữa Simba vào tim, tiếp nữa dùng pho 4, ví dụ thế. Thì bạn dùng như thế, rất là cảm ơn bạn Lan Hương cũng đã hỏi và cứu Phương. Tim đập chậm chứ phải đập nhanh đâu bác sĩ, tim đập chậm. Đập chậm thì bạn cũng dùng cái đấy, vì cái này nó là dinh dưỡng, nó sẽ điều chỉnh được. Cái còn lại thì là nó bạn dùng được trong tất cả những trường hợp có các cái biểu hiện của tim ảnh hưởng thì bạn dùng được ở cái sản phẩm mà như Phương vừa mới nói. Và còn một bàn tay nữa, cũng là một cái bàn tay mà buổi tối hôm nay thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là Phương chỉ để một cái bàn tay nữa giơ lên, và bàn tay vàng đấy. Phương cũng rất là ngưỡng mộ bạn đấy, thì đến hôm nay bạn lại có cái chia sẻ cùng với trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay, cũng là bạn Nga, một dược sĩ Nga mà bác sĩ Phương rất vui quý, mời bạn chia sẻ. Dạ vâng ạ, tin được Nga xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tiến sĩ Tráng và thạc sĩ bác sĩ Phương ạ. Thực sự là tất cả các anh chị em ở trong Zoom ngày hôm nay thì rất là mong chờ, từ khi biết hôm nay Zoom có cái buổi đào tạo của hai cô chú thì tất cả các anh chị em đều rất là háo hức mong chờ. Và Nga thấy rất là tiếc là trong cái thời lượng mà hai cô chú chia sẻ thì Zoom chỉ có 300 người, thế rất còn nhiều những anh chị em. Thì Nga sẽ ghi lại cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và đưa lên nhóm, các anh chị nào mà không vào được có thể xem ở trên live Facebook trực tiếp của Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phan Thị Nguyệt, hoặc là xem lại ở trên nhóm ạ. Rất là cảm ơn cô chú và một cái bài đào tạo hôm nay thì vô cùng sâu sắc, vô cùng là tuyệt vời, giúp cho tất cả các anh chị em có mặt ở trên Zoom biết được cái nguyên nhân triệu chứng biến chứng của cái bệnh tiểu đường, và đặc biệt là cái bài đào tạo của cô chú giúp cho các anh chị em biết cách phối hợp cái sản phẩm tiểu đường rất là tuyệt vời. Và cũng nhận thấy rằng là cái sản phẩm của Siri của chúng ta, nước Việt Nam của chúng ta bây giờ có quá nhiều người bị tiểu đường, và đây là cái nhu cầu càng ngày càng nhiều, và các anh chị em chúng ta lan tỏa cái nội dung này nhiều hơn. Rất là biết ơn hai cô chú ạ, bài đào tạo hôm nay rất là tuyệt vời ạ. Bản thân Nga rất là biết ơn cô chú, và chắc chắn là tất cả các anh chị em cũng vậy ạ, bởi vì thời lượng không cho phép ạ, nên là Nga xin được chia sẻ đến đây thôi, bởi vì Nga nhìn thấy cánh tay của Thủ lĩnh Vàng Quốc gia Phan Thị Nguyệt đã giơ lên rồi ạ. Vâng, em mời chị ạ. Tôi xin cảm ơn bạn Nga, và Phương Nga cũng giờ được đứng dung mặt, cho nên hôm nay là ICLO là còn mời là xin phép mới là mời Thủ lĩnh Phan Nguyệt chia sẻ. Rồi xin rất là cảm ơn Thủ lĩnh Nga. Vâng, em cảm ơn tay mặt tất cả các anh chị ở trên Zoom cũng như là trên cộng đồng Facebook. Gửi lời tri ân sâu sắc đến hai bác, chúc cho hai bác có thật nhiều sức khỏe để chúng ta phụng sự cho cộng đồng này nhiều hơn nữa, và đặc biệt là kiến thức của tối ngày hôm nay thì để cho những người nào đó đang có vấn đề liên quan đến rối loạn đường huyết hay là còn gọi tiểu đường thì họ cũng hiểu được rằng là bệnh tiểu đường không ai chết vì bệnh tiểu đường, nhưng chết vì vấn đề biến chứng, và cũng không ai chết vì biến chứng mà chết vì thiếu hiểu biết, đúng không cả nhà? Nên là cái bài chia sẻ tối ngày hôm nay thì Nguyệt xin phép bác và Nguyệt có đưa lên trên Facebook để cho cộng đồng, vì là gì ạ, một cái gì đó hay thì chúng ta không giữ lấy một mình mà chúng ta cần phải chia sẻ.
một niềm vui mà được nhiều người hưởng thụ thì niềm vui được tăng lên, đúng không ạ? Một nỗi buồn thì mình chia sẻ thì mình được nỗi buồn vơi đi. Thì ở đây chúng ta đang đón được niềm vui, đó là gì ạ? Khi chúng ta biết một phương tiện tốt, một công cụ tốt và gì ạ? Những kiến thức tốt để cho cộng đồng được tốt hơn. Cho đó em xin phép đó là em có cho lên trên mạng xã hội để cho nhiều người. Thì cái số lượng dung của mình có 300 người thôi, nên là em có đưa lên trên đấy. Thì nên là rất là nhiều like ở bên đấy ạ. Và được cái sự chia sẻ trong đó, chia sẻ rất là nhiều người. Và thay mặt là một lần nữa là Nguyệt vô cùng tri ân hai bác cùng với tất cả các anh chị đã có mặt trên Zoom ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta có thể thả trái tim yêu thương để chúng ta gì ạ, gửi luôn năng lượng vô tận về cho hai bác thật dồi dào sức khỏe, phụng sự cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Yêu quá. Vâng, rất là biết ơn bác ạ. Và chúng ta có thể cho Nguyệt xin phép đọc chụp một tấm hình được không ạ? Giơ trái tim lên để chụp một tấm hình ạ. Và rồi hoa của con trên có cái tấm hình lên trên này được. Ok, cảm ơn cả nhà mình. Chúc cả nhà một ngày tốt đẹp. Cảm ơn và biết ơn thủ lĩnh Phan.